nội dung đặt câu hỏi như sau. Những câu hỏi nào được trùng lắp thì sẽ được bỏ qua, tại vì nó đã được giải đáp các kỳ trước. Thì quý vị có thể tham khảo lại những video ở trên YouTube của chùa vào các kỳ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 à. Còn những câu hỏi đặt ở đây là những câu hỏi chưa được giải đáp lần nào. Thì để bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau. Nhiều vị tiến sĩ, giảng sư triệt phá thiền tông sắp rơi xuống hầm 10 tỷ năm. Tại sao thầy lại từ bi kêu họ dừng lại? Họ nếu mà làm như vậy thì họ có biết ơn viện chủ hay không? Xin mời viện chủ giải đáp ạ. Cái này không có từ bi gì đợi. Tôi bổn phận tôi ra, phổ biến ra tôi phải thông báo cho thôi, chứ không có từ bi. Có nghĩa là tôi mở con đường thì tôi biết rằng chỗ nào bản cái gì gì tôi nói hết cho nghe. Thế giới vật lý này mình tu đạo Phật á, là nếu mà ở đây là tu theo quy luật vật lý. Còn cái con đường mà nó đã phá thiền tông này, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã từng nói rồi, tội chửi Đức Phật không bằng phá cái pháp môn thiền tông này. Mà đặc biệt cái pháp môn thiền tông này, về cái nhân quả sau cùng của nó đi xuống hầm 10 tỷ, mà có con đường đi đó là ta phải đi qua 18 tầng địa ngục thì mới xuống được. Tôi có bổn phận thông báo vậy thôi. Còn nếu mà nói là không có rồi thì cứ đi, đi thoải mái thôi. Rồi tới đó rồi nó sụp xuống ráng chịu chứ tôi không biết. Tôi có bổn phận là cái pháp môn thứ sáu này nè, tôi được phải, tôi có nhiệm vụ công bố ra và là tôi nói tất cả những cái gì mà nó xảy ra đến với cái đạo Phật Thiền Tông này. Vì đạo Phật Thiền Tông này nó xóa tất cả những cái mê tín dị đoan, từ tín ngưỡng tôn giáo, đạo giáo, tôi phải phân tích hết. Tôn giáo là cái gì? Đạo giáo là cái gì? Tín ngưỡng là cái gì? Thế giới này công thức đi như thế nào? Đạo Phật gọi là đạo công thức. Trên trái đất này không có cầu sinh lại lục ai hết á. Là vì sao? Ngũ thú tập cư, loài thần quản lý tâm linh, loài người chịu trách nhiệm vì nhân quả luân hồi. Cô hồn phá, cô hồn tạo ra những cái ảo giác. Đó là ba cái đẳng cấp của cái thế giới này. Tôi công bố quyền ký, tôi có nói, tôi có bổn phận phải phân tích ra thôi. Còn ai nghe không nghe thôi. Còn cái chuyện mà đi xuống dưới hầm 10 tỷ đó, là những nguyên tắc cái thế giới này. Anh ở trên trái đất nhân quả cao nhất là 18 tầng, nhưng mà nó hút được. Bởi vì nó quay mà nó quay đến hút ngược lại theo nhân quả luân hồi. Còn đi xuống kia nó kẹt. Nó kẹt giữa cái đá nhân quả, cái đất nhân quả và cái đá đất chịu nhiệt. Thì nó cái ranh giới nằm ở chỗ đó đó. Thì tôi có bốn phần nói thôi, chứ còn sự thật tôi không có từ bi gì đó. Đây là nhiệm vụ tôi nói ra cho nhiều người biết vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: kiếp trước của công chúa Hùng Thí Loan là giúp mở quyền ký của Phật Ca Diếp. Vì nhân duyên gì mà công chúa chưa trở về Phật giới, chưa trở về quê xưa của mình? Cái chuyện đó sao tôi biết? Cái chuyện đó là thời mấy ngàn năm trước thì ông Thích Ca, ông qua, ông gửi. Rồi Long Nữ đưa đến lại, giờ bà đi, tôi cũng không biết nữa. Đưa tôi làm, còn bà chuyển đi đâu, chuyện cái tôi đâu biết. Tôi chỉ là người nói cái dòng thiền tông này thôi. Nói dòng thiền tông này mà trong cái bài kinh mà 92 câu kệ của Đức Phật dạy về dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Người có tâm lớn nói dòng Như Lai vậy thôi, rồi tôi chỉ biết nói. Bây giờ tôi đang nói và chuẩn bị kết thúc cái dòng này. Tôi chỉ nói thôi, còn cái chuyện mà quá khứ đừng có hỏi. Bởi vì làm sao tôi biết được? Tôi chỉ là người sống thật, việc thật, hiểu thật tại đây thôi, hoàn toàn không. Nếu mà nói ngược lại thì tôi sẽ thành là ông Mohammed đoán chuyện quá khứ vị lai, không được. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Thái tử Tất Đạt Đa trao cho công chúa Hùng Thí Loan 5 quyển sách và dặn dò đọc cho đến khi kiến tánh. Vì lý do gì phải kiến tánh ạ? Bởi vì nguyên tắc cái thế giới này nè, là thế giới cái tánh của người nó quay theo quy luật vật lý, nó không phát được cái chân thật, nó không thấy được cái chân thật, mà bắt buộc phải thấy bằng tánh Phật thì mới hiểu được cái gì mà ông Phật mới viết ra. Vì thế mà mình đã kiến tánh, mình hiểu rồi, 5 quyển sách này quăng luôn, không cần xài tới. Muốn
lấy lại. Tại vì ta hiểu được căn bản mà. Giống như bây giờ nè, những người mà ta đi học cũng chưa cộng trừ nhân chia đó, ta hiểu cũng chương rồi, có đâu có còn cầm cái 212 nữa, không cần. Hỏi tới đâu trả lời tới đó. Có nghĩa là ta đã hiểu rồi, hiểu được công thức rồi. Anh muốn hỏi gì trong cửu chương, chính loại cửu chương, nói đâu ta trả lời đó, đâu cần cầm sách đọc. Thì cái quyển, cái Đạo Phật Tiền Tông này nó cũng nằm trong công thức này. Anh đã hiểu được công thức rồi, xin lỗi, không cần xài sách gì trò trơn. Từ giáo lý, quyền ký hay là Đức Phật dạy tu, bởi vì anh hiểu được công thức mà. Anh hiểu được công thức rồi, cái bằng cấp anh xẹp luôn. Giống như anh kỹ sư, anh tốt nghiệp xây dựng rồi, không cần cái bằng nữa, dẹp đi. Anh muốn làm gì tôi làm đây. Còn cái bằng đây là để trưng bày cho người ta biết rằng à, tôi là kỹ sư vậy thôi. Chứ sự thật, khi mà mình đưa vô thi công, hoàn toàn không xài cái bằng này. Thì Đạo Phật cũng vậy, khi anh đã kiến tánh rồi, thì cái chuyện kia là chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện giải đáp là dường à, cái chuyện quá khứ, vị lai, công thức này, công thức kia, chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, không ăn thua gì hết. Mình mới hiểu cái Đạo Phật này nè. Đạo Phật, bởi vì tại làm sao tôi mới công bố ra cái vấn đề mà thập một ngu đồ. Một cái anh mà tu theo thế giới vật lý, anh tu từ cái con trâu đen, nó dơ quá tu, nó thành con trâu trắng, nó cũng là con trâu thôi, không giải thoát được. Còn nếu dụng công cũng vậy, dụng công từ một người niêm mật cho đến người không niêm mật thì nó trở lại sáng, cũng là con người tu thôi, làm sao giải thoát được. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc này. Trong cái thiền tông nó có hai cái biểu tượng, một là thập một ngu đồ, hai là năm anh em mù rờ voi. Đây là cái biểu tượng của cái thiền tông mà Đức Phật đã dạy, mà ai là không hiểu hai cái này, nhưng mà người ta không có giải mã được. Tại làm sao mà Đức Phật lại đưa cái hình ảnh này, mà nhiều vị thầy có tên tuổi vẫn nói tới cái chuyện này mà họ không hiểu cái đó là ông Phật nói cái ý muốn cái gì đó. Rồi bây giờ thiền tông Tân Diệu, chùa thiền tông Tân Diệu có cái bổn phận là phải nói ra rồi phải giải thích hết cho nghe ta nghe. Bây giờ tôi nói thật, cái chùa thiền tông Tân Diệu nó có cái nhiệm vụ là công bố pháp môn Đạo Phật thiền tông ra, mà công bố có bài bản đàng hoàng. Sách thì do nhà xuất bản Tôn Giáo cho xuất bản, nhà xuất bản Luật và nhà xuất bản Văn Học cho xuất bản, công bố được chính quyền ba cấp của tỉnh Long An và giáo hội hai cấp của tỉnh Long An cho phép công bố ra ngày 14 tháng 5 2017. Đây là cái luật pháp căn bản để mà nó giữ vững cái pháp môn thứ sáu là Đạo Phật Thiền Tông này. Vì thế mà nhiều vị thầy không hiểu rồi chửi, nói là chùa Thiền Tông Tân Diệu là ma giáo tà đạo, sự thật họ không hiểu. Đây là nhiệm vụ tất cả những cái pháp môn mà tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, đây là nó tuần tự đi theo cái dòng đạo của Đức Phật dạy mấy ngàn năm về trước, không cần công bố. Mà tại sao cái pháp môn Thiền Tông phải công bố? Vì đây nó mới quá mà, nếu mình không công bố người ta tin rằng không này không phải. Ủa, nếu mà không có, nhưng mà giờ mấy ngàn năm sau ai có nhiệm vụ công bố này? Long nữ có nhiệm vụ công bố, nhưng mà tuổi tác không cho công bố, thành ra phải để lại cho người con công bố. Nó có bài bản đàng hoàng, có bài bản dặn dò và truyền thiền một đứa con phải đứng ra đảm nhận cái chức này. Mà đứng ra đảm nhận này mà có chính quyền giáo hội làm chứng, chứ không phải tự nhiên ngồi đây nói đâu. Nó tự nhiên ngồi đây nói không có cái lực, về pháp lý nó không đúng, mà về luật cũng không đúng, mà về tôn giáo cũng không đúng, mà về đạo giáo tín ngưỡng không đúng. Bởi vì nó thành ra chùa Thiền Tông nó dựa làm cái gì phải bài bản. Vì thế mà giáo hội Phật giáo khi mà cho công bố rồi, ổng hối hận, tôi bảo đảm ổng hối hận. Vì nó công bố cái quyển giáo quyền ký này, nó xóa, nó chuẩn lại, nó chuẩn toàn bộ cái hệ thống Phật giáo lại. Có nghĩa là bây giờ tất cả những người tu theo Đạo Phật là tu theo cái nhân quả luân hồi, không thoát ra được cái quy luật này. Mà Đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết, giải thoát, đi ra ngoài cái quy luật này. Thành ra nếu mà này ra mà nó áp dụng đúng thì tất cả những người tu Đạo Phật hoàn toàn là không giải thoát được. Không, tôi không phải là nói tu sai mà hoàn toàn không giải thoát được.
mà chỉ tu để lẩn quẩn trong trái đất này và tam giới trở lại thôi. Hoàn toàn con đường giải thoát bích không biết được. Là vì tại sao? Là cái con đường giải thoát vừa nói ra rồi chửi rồi. Tôi nói thật, giống như cái chùa giác ngộ đi, chữ giác ngộ rõ ràng, mà ta nói giác ngộ cái chửi là sao? Rồi mấy cái chùa, cái hiệu khác làm sao mà biết được? Như cái chùa Lăng Nghiêm thì nói về kinh Lăng Nghiêm, chùa Duyên Giác nói về Duyên Giác, chứ đâu có nói giải thoát đâu. Chùa Bát Nhã nói về Bát Nhã, chứ đâu có nói cái chùa nào giải thoát. Duy nhất có cái chùa giác ngộ, mà tại cái chùa giác ngộ mà còn không dám nói, thì thử hỏi vậy chứ làm sao? Cái chùa thường, chùa để chữ thường làm sao có chữ này? Mà ai không biết là chùa Phật là giác ngộ, là hiểu biết, giải thoát ra ngoài cái quy luật này, nhưng mà họ không hiểu cái giải thoát là cái gì. Nghe nói giải thoát cũng nói giải thoát thôi, chứ không biết giải thoát đi đâu. Giải thoát là giống như mình ở trong bão á. Trong dòng bão mình phải đi ra, có dòng bão mới giải thoát được. Còn ở trong dòng bão nó quay hoài, cái gì nó cũng quay hết. Thấy không? Nó khó là khó cho ra. Thì bây giờ Thiền Tông bắt đầu đi vào cái chùa kỳ cuối. Và tôi nói trắng bóc ra hết. Ai hỏi đúng tôi mới trả lời, còn không hỏi tôi không trả lời, không đề cập đến. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là mong bác giúp cho cháu là có đầy đủ 5 quyển sách giống như lúc Thái tử Tất Đạt Đa đưa cho Long Nữ, có được hay không ạ? Cái này nhiệm vụ ai đấy làm chứ trời ơi. Mình đã người ta công bố ra rồi thì mình coi sao. Bây giờ không phải 5 quyển sách, 6 quyển sách mà 11 cái quyển sách. Là tôi nâng cấp lên 5, 6 quyển, tôi nâng cấp thêm 5 quyển nữa thành ra 11 quyển. Thì mình nương theo đó. Nhưng mà mình nên nhớ rằng mình có cái khả năng này không? Mình theo này tưởng đâu mình dễ, không đúng khả năng mới được. Giống như mình có cái bóng đèn 220 mà giờ có điện 210 làm sao cháy? Để hỏi chứ làm sao mà cho tôi cháy? Thì làm sao mà nâng cái số điện này lên đứa 220? Cái số điện đó là cái gì? Là công đức. Anh phải tìm được cái này, tự động nó cháy cái đèn này. Rồi anh đúng cái tần số, tự nhiên anh bắt được cái này thôi. Chứ làm sao tôi nói, tôi chỉ có cái nhiệm vụ là phân tích thôi. Còn mình phải theo cái khả năng của mình. Giống như cái xe mình 4 chỗ thì chở làm ơn 4 người lên 5 người thôi, chở 15 người nó sập. Tự mình giết mình á. Nó thể vô Thiền Tông mạnh nếu nó sai quy luật nó giết mình á. Bây giờ tôi thấy nè, trên mạng có nhiều người thiền gia nói chuyện trên trời vậy đó không? Giết nó thành là của hồn. Thiền gia không có thể ngâm thơ nói cởi mà đi ra xưng này xưng kia được. Giết nó thành của hồn hết. Phật nhân biến thành thật của hồn. Thiền gia là bắt đầu Phật nhân đã có rồi. Mà tại sao mình không biết sử dụng? Mà giờ đi ra ngoài xưng này xưng kia thì nó biến gì? Phật của hồn. Phải chú ý cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, giải thích rõ đường về Phật giới, về sau có tọa độ và con số chính xác cho ví dụ à? Về Phật giới ta, bây giờ nói đúng là người ta giống như mình ở đây này, nhốt ở trong cái quy luật nhân quả luân hồi. Giờ ông thần ông thả mình ra ngoài, thả ra ngoài cái quy luật này nè, là tự mình đi bằng con đường trở về Phật giới mà chùa Thiền Tông đã công bố rồi. Cái đó mình tự mình đi. Chứ bây giờ hỏi nè, từ Sài Gòn đi Hà Nội, ta đưa cho mình ra khỏi biên giới Sài Gòn, thì tự mình đi chứ giờ không lẽ ta dẫn mình đi tới ngoài đó nữa. Mà ta vẽ con đường cho mình đi rồi, cái con đường nó đi, nó có bao nhiêu con đường đi ra đó, không phải đi quốc lộ 1 không, đi quốc lộ 14 nó vẫn ra được, 13 nó vẫn ra được, và đi đường biển nó vẫn ra được, đi hàng không nó vẫn ra đi được, là tùy theo mình đi, chứ làm sao dẫn được. Có nghĩa là người ta chỉ thoát đi ra ngoài cái quy luật lần rồi tự mình đi. Mà hành trang đi là cái gì? Là công đức. Công đức nhiều vị Phật mới làm qua tiêu dẫn, còn công đức ít cô hồn nó sao? Nó làm qua tiêu giả, nó dẫn vô cái xóm của nó ở. Nên nhớ một điều, khi công đức ít mà mình dẫn đi được nha, thì cô hồn làm qua tiêu giả dẫn mình đi về trong cái xứ của cô hồn đó, tùy theo. Còn nếu có thì nó không dám lại gần, thì một vị Phật mới dẫn đi được. Thì trong đó đã nói rồi, thì cố gắng chứ sao giờ. Có nghĩa là ta biết đưa cho mình ra ngoài khỏi cái quy luật này rồi, đồng thời tự mình đi, tự mình đầu chân mình đi. Tuyệt đối đừng có cầu xin ai hết nha. Đi nổi là đi không nổi thôi, trở lại. Chứ đừng có cầu xin, vô trên đất này mà cầu xin kiếm ông thầy, ông cầu xin lẩm lừa mình nè.
Trái đất này, cái đất ngũ thú tập cư, không không lẽ mình cầu xin ông thần, ông thần tôi thả ra rồi từ từ ông đi, cầu xin làm xin cô hồn đó, dính vô cô hồn coi chừng đó. Còn lẽ mình cầu xin mình là phải dùng cái sáng suốt, trí sáng suốt để tự đi, chứ không phải mình cầu xin mình hiểu chỗ này. Vì thế mà chuyển qua cái cầu siêu, cầu an, cầu này cầu kia chết luôn, có nghĩa là cầu cô hồn hết đó. Thì nói bắt thiền tông nó thật, nó trắng ra, không có giấu. Bây giờ tôi không giấu bất cứ cái gì, ai muốn hỏi gì tôi nói hết. Nhưng mà nên nhớ rằng cái người hỏi phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề câu hỏi của mình, thấy không? Bởi vì cái này lôi cái ông nào ra thì ông mình phải chịu trách nhiệm mà, thấy không? Phải chứ không phải chỉ sau xưa là thí dụ ông A ông B không dám nói, trừ trường hợp ông A ông B đúc đầu ra giống như ông Thích Nhật Từ đúc đầu ra, tôi chơi thẳng tay luôn đó. Đó, ông chửi thẳng cái chùa Tân Diệu, chửi thẳng tôi móc ra hết, cái đó là không sao, quy luật vật lý. Cái này không phải buồn ông đâu, nhưng mà tôi nói bằng sự thật. Ông trong cái câu, ông có nói câu này, nếu tu thiền tâm, nếu tu thì phải vô chùa tu. Tôi hỏi chứ chùa nào tu giải thoát, chùa ông có cái tu chữ giác ngộ đó. Mà tôi vô, tôi gặp ông làm sao, làm đám cưới trong làm sao tôi dám vô. Rồi cái chùa ông á, giác ngộ mà ông đem bùa phép vô, ông làm sao tôi dám vô. Chùa ông á, giác ngộ bắt mấy ông Phật cạo đầu hết, Phật quá thứ hiện tại giờ đây cạo đầu cắt bóc hết, rồi sao tôi dám vô. Đó, ông bị vô tu, rồi ông dạy tu gì, tu tứ niệm xứ, tìm bốn cái xứ giàu tu. Trời ơi, tu giải thoát còn đi kiếm tiền nữa, làm sao tôi dám vô. Rồi ông biểu tu tứ diệu đế, làm bốn ông vua, vua ông vua kỳ diệu, ông vua cù diệu là ông vua gì? Ông vua thánh đó. Sao tôi dám vô? Tôi muốn đi thì đi là đi vô giải thoát, giác ngộ giải thoát. Mà ông có giác ngộ tôi vô, mà tôi gặp ông, gặp cái đám cưới vô trọng rồi vô bóng đá là ông nổi tôi không dám vô nữa. Rồi tôi vô vừa thấy ông Phật, ông cạo đầu nữa, sao thua đó. Rồi sao? Đó, bây giờ tôi nói thật, nếu mà nó đúng ra ông nào nó sẵn giống như vậy, đưa thẳng đi, tôi nói hết. Bây giờ tôi nói nè, năm mình mù rồi, rồi tôi bắt đầu tôi gài hết vô, ông nào mù tôi đưa tên vô, tên tuổi luôn. Đó, thiền tông là phải vậy đó, chứ không phải thiền tông khiếp nhược bất cứ ai đâu. Đó, vừa rồi giáo hội bảo là chưa đưa mời trụ trì vô, tôi có báo cáo với Bộ Nội vụ rồi đó. Nhưng mà tôi sẽ có cái thơ mời, chứ đặt chuẩn không? Muốn đặt chuẩn thiền tông vô đây, mời tôi mời trụ trì chùa này. Nhưng mà trước khi ấy thì phải qua cái Phật tử thôi, kiểm tra cái năng lực ông. Phật tử thiền tông kiểm tra năng lực, đủ tư cách vô trụ trì cái chùa thiền tông Tân Diệu này không? Phật gia không can thiệp vô, thiền gia không can thiệp, mà cho Phật tử hỏi. 7.000 Phật tử qua nổi cái cửa này, rồi mới qua cái cửa thiền gia, rồi mới qua cái cửa Phật gia, vô ba cái cửa này mới vô được cái chùa này, chứ không phải đơn giản đâu. Mà ông bảo ông không dám nói tu, mà ông nhờ Phòng Nội vụ, rồi nhờ xã Sơn Mỹ yêu cầu tôi cho trụ trì. Xin lỗi lỡ nói tôi cho liền chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà vô thì phải có điều kiện, chứ không phải vô đây rồi ngồi rồi muốn sai ai làm vô. Ông tự nấu, tự ăn, tự làm gì làm. Trụ mà ở, trì là giữ cái này mà. Giữ cái chùa thiền tông mà. Nhưng mà nó giữ chùa thiền tông giống như giữ con cọp vậy. Anh có khả năng điều phục con cọp nói không? Đó, anh đã đòi giữ con cọp thì phải có khả năng điều phục con cọp. Chứ không phải chùa thiền tông nó không có hiền như con heo, con bò. Không phải vậy đâu. Chùa thiền tông nó quật ghê lắm. Vô đây mà lãng quảng giống như mà trèo lên lưng sư tử ngồi vậy. Lãng quảng nó quật xuống chết luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, theo thiền tông đói ăn mệt ngủ sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được? Vậy làm sao để thực hiện được ạ? Thì đói ăn mệt ngủ rồi sao nữa? Thưa bác, theo thiền tông là đói ăn mệt ngủ sao nhiều người vẫn chưa thực hiện được? Vậy làm sao để thực hiện được ạ? Dễ hở, tại mình đói không chịu ăn mà cứ đi tìm, không thức ăn dọn ngon lành mà không chịu ăn, thôi đi tìm, đi mua. Trời ơi, thiếu trái ớt cũng đi mua,
Thiền tông có gì ăn đấy, dọn qua ăn đấy. Tại người ta tu mà ta tu tưởng, tất cả những người tu thiền tông vô rồi nhưng mà còn tưởng. Tưởng thành ra không có làm, là ta bến ăn. Bây giờ nè, thiền tông ta nói là tất cả thế giới này mình nhúc nhích, mình làm bất cứ gì nó đi theo nhân quả hết. Thì thâu đói, ăn mệt ngủ, rồi chuyện nhà mình lo, chuyện nước mình lo, chuyện làng xóm mình lo. Ngồi đó rồi tưởng tượng đi, rồi tu thành này, thành kia. Trời, hiện giờ tôi nói thiện nhiều, nhiều thiền gia nó thành này đủ thứ hết. Giờ sao giờ? Tu thiền tông mà bỏ cái tưởng mà không chịu tưởng, buông mà không chịu buông mà cái tưởng không. Rồi ngồi đó mơ mộng đủ chuyện hết, rồi theo tu. Đơn giản, có nghĩa là bây giờ hồi xưa mình không hiểu, mình đi cúng tụng cầu xin lệ lộc ha. Bây giờ không cần, biết rồi, vô này dính vô duy lực vật lý, bỏ. Tôi chỉ biết ngày nay làm cái gì, gia đình tôi làm cái gì, tôi làm đấy thôi. Tôi không còn lầm lẫn nữa, tôi không còn đi cúng tụng lại lục cầu xin nữa. Tôi không có lại Phật nữa, tôi không có xin Phật cái gì rồi. Ông để lại một cái tài sản quá lớn, giác ngộ giải thoát, căn cứ vào chỗ này mà thực hiện thôi. Chứ Phật để lại vậy thôi, còn muốn gì nữa. Còn về cúng tụng lại lục lộng là của đạo khác. Rồi ba rồi năm pháp môn kia là ông thỏa mãn cho cái người tham lam, muốn chứng, muốn đắc thế giới này. Thì bây giờ mấy ngàn năm chứng đắc rồi đó, bây giờ muốn hết chứng đắc không? Đi về, tôi chỉ đường đi về thôi, ở đây đã rồi. Ai muốn về tôi dẫn về, có vậy thôi. Đó, thì ông rõ ràng vậy, mình cảm ơn ông vậy thôi, chứ không phải lại ông. Rồi, tôi con cảm ơn Như Lai đã để lại cái pháp môn thứ sáu này. Và đã được chùa Thiền Tông Công Diệu công bố ra ngày 14 tháng 5 2017 mà công bố bằng luật pháp và chính quyền cho phép, cũng như giáo hội cho phép. Đây là nó hợp pháp rồi, thì mình cứ tu thôi, mình theo cái này. Thì bây giờ tôi nói là tiền dân Việt Nam 100 triệu, 98 triệu người nào cũng biết cái này rồi, làm sao đây, đâu có mê tín gì đâu, gì nữa đâu. Dân Việt Nam mình phải là sáng suốt không nhất thế giới không? Mà mình không làm thôi, chứ giờ nói gì sao? Giờ ở đó tôi cũng được, tôi cũng được, vô mình tưởng. Đâu, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, theo Thiền Tông, bác nói từng giai đoạn và nội dung khác nhau, đúng thời điểm thầy mới nói ra, người có duyên thì nhận ra những kiến thức và giác ngộ giải thoát. Những người không có duyên thì ôm những kiến thức cũ. Vậy đường giải thoát có thành tựu không ạ? Làm sao thành tựu được? Bây giờ đó, cái thiền tông này nó có 10 cái tầng bậc. Anh chỉ mở con mắt anh mới đi trên đường được. Còn mà anh nhắm mắt thì ở dưới đất á, anh đi gì? Làm sao? Phải trèo lên được con đường mới đi. Mà 10 trên 10. Còn nếu 9 trên 10 thì cũng một chân dưới ruộng, một chân trên bờ, thì cố gắng trèo lên cho được trên bờ để rồi đi. Làm sao mà phải trèo lên cho được. Còn mình mà 5-6% thôi, mình đi ở dưới nước không thường, đi dưới ruộng không có lên được. Thì mình làm sao? Bây giờ ta chỉ con đường cất bước lên đi là phải làm sao tạo được công đức để đi ra khỏi. Công đức là cái thứ lực dương để nó đẩy con người ta đi ra ngoài cái quy luật nhân quả là dương và âm, thì mới đi được. Đi trên dương thì phải nương theo công đức mà đi, giống như đi trên đường phải nương theo con mắt mà đi. Còn đi ở dưới âm gọi là nhắm mắt mà đi, hoàn toàn không đi được. Mình hiểu cái nguyên tắc này. Còn mình đi được hay là không là do cái công đức mình có là không, và tìm đủ cách. Vừa đầu tôi mới nói vấn đề mà tạo công đức. Ngày xưa thì còn đi giao cuốn sách này chứ, bây giờ thôi, giờ này mình có khả năng 2-3 chục cuốn sách này, mướn người ta đọc, anh đọc anh giải thích được, tôi thưởng anh, nói vậy thôi. Nói đọc tự nhiên nó vô, là tự nhiên mình có công đức. Mình chính người đó cũng có công đức, mà mình cũng có công đức, mình độ người ta bằng cách đó đó, đâu có tốn tiền nhiều đâu. Còn mình mua một quyển sách là thí dụ chẳng như 50 ngàn đi, giờ mình bỏ mình thưởng 40 thôi, thiếu gì người họ lo. Còn có tiền thì mình sửa được 100 ngàn. Anh đọc hết cái này, anh chỉ nói được một khía cạnh, tôi hỏi anh được, tôi cho anh 100 ngàn, có vậy thôi. Khúc đó nó đi kiếm, nó sắp hàng rồi. Khúc đó lên mạng đi, rồi nó hỏi cho coi. Nó đã tiêu gì công đức. Bây giờ thời buổi này là tạo công đức nhanh nhất. Vì thiền tâm bắt đầu nó chuẩn bị, nó đi vào kết thúc. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người tu có mấy cái thanh tịnh ạ? Đây thì nếu nói người tu là không có đúng.
Ở vật lý là tu để ép cho thanh tịnh là A-la-hán, là tu ép thanh tịnh để mà tạo thành quá thành, tạo thành cái ảo tác, kêu một cái ảo giác thanh tịnh. Còn cái thanh tịnh tự nhiên trong cái tánh Phật của mình đó là thấy nghe nó biết tự nhiên thanh tịnh, đó là cái chân như thanh tịnh. Không tu làm sao mà công đức có tự nhiên mình nhận ra cái này thôi, công đức có tự nhiên nhận cái này, không tu thì đó gọi là thanh tịnh ở thế giới này, thấy bằng tánh Phật kiến tánh thanh tịnh. Còn về Phật giới khỏi cần tìm, vô đó là nó thanh tịnh rồi, nó trạc, nó vô trong một cái không gian thanh tịnh rồi, không có cần tu ở trong không gian thanh tịnh. Còn ở trong ở đây gọi thanh không gian vật lý nhưng mà có thanh tịnh, khó tìm cái này, nó khó là khó, nó khó bởi vì nó khó trong cái động mà tìm cái không động, khó có, nó khó lắm. Rồi ông hỏi tiếp đi. Thưa bác, thiền tông không tu thanh tịnh như thế nào ạ? Thiền tông ta ra ta chỉ thôi chứ có tu gì đâu, ta chỉ ở cái này nó là quy luật vật lý, cái này là thanh tịnh, cái này về Phật giới thôi chứ đâu có tu gì đâu, có nghĩa là đơn giản thôi. Thiền tông ra đời ta cắt nghĩa lại quy luật nhân quả luân hồi và quy luật sống ngoài quy luật nhân quả luân hồi và con đường trở về Phật giới. Thiền tông có vậy thôi, đơn giản vậy thôi, hoàn toàn nói. Nếu mà nói thiền tông tu một cái là sai liền, có nghĩa là tu là dụng công, là dụng công là anh sai, hoàn toàn sai. Rồi con hỏi tiếp. Thưa bác, người theo thiền tông thấy biết được 6 nẻo luân hồi ở trái đất này, vậy 6 con đường đi hưởng phước đi như thế nào ạ? Tất cả đi hưởng phước dương và phước đức âm, mà ta gọi là nghiệp chứ không phải là hưởng. Hưởng nghiệp phước đức dương và hiểm hưởng nghiệp phước đức âm đi bằng công thức. Nên nhớ phải đi bằng công thức. Ví dụ bây giờ con muốn lên giảng sanh lên nước cực lạc sống, thì lúc nào con phải nhớ cái nước cực lạc đó, nó như thế nào, nó đẹp như thế nào, phải con phải nhớ. Nhớ là niệm mà. Mà cái ông quản lý là cái ông nào? Ông A-di-đà đó, phải nhớ cái ông đó đó. Nhưng mà có một điều á, là con muốn lên đó là phải đi bằng công thức. Công thức bằng phước đức dương. Phước đức dương là sao? Con giúp người ta hết khổ, rồi mỗi người hết khổ là một điểm đi, 1.000 điểm. Mà muốn lên đó thì con phải có 1.000.000 điểm. Con nên nhớ để con tạo được 1.000.000 điểm không? Tương đương, 1.000.000 điểm tương đương với 1 tỷ bạc tiền Việt Nam hiện tại. Con làm sao con tạo đi? Giống như giờ bên Mỹ nó thông báo là bây giờ đi Mỹ 30.000 đô á, đi 1 tháng về đó. 2.500 thôi con ngồi nhà, không năn nỉ đó. Không có nhà cò nha, nhớ nha. Đi hưởng phước mà thiếu đừng nhờ cò, giống như đi lên nước cực lạc mà hưởng đừng có nhờ mấy ông tụng hỏi. Đủ thì tự nhiên, đủ là gì? Trên thế giới nhân quả này, đủ là ông thần có nhiệm vụ là thực thi nhân quả quăng lên trên đó. Nghe không? Có nghĩa là mình có phước đức dương là nó bay rồi đó, nhưng mà đều ông thần thực thi nhân quả bằng cách là điều chỉnh lại, điều chỉnh cái đường đi của mình thôi. Ông thần là thực thi nhân quả bằng cách là điều chỉnh. Chứ sự thật nó bay lên trở, nó bay lên trở rồi mình cũng không biết đi vòng vòng đi kiếm. Ông thần hỏi kiếm, mày đúng không? Tao nhìn thấy rồi đó, tao quăng mày một cái tới cái dèo liền. Giống như mình ở đây, thí dụ bà có số điện thoại của bà con nào bên Mỹ á, đúng số, mày gài số mày gọi đúng nó, còn không ai ra qua bển hỏi tổng đài cái nằm ở chỗ nào, đi vòng vòng có biết, gọi thẳng liền. Nó thần thực thi nhân quả lên cái cõi cực lạc, nó phải đi đúng cái công thức của nó. Thì các cõi trời khác, Thượng Đế cũng vậy, Ngọc Hoàng cũng vậy, vô sắc, hữu sắc gì cũng y trong cái này hết. Phải đi bằng công thức. Nhưng mà tuyệt đối không có cầu nhờ ai hết, tự lực. Không ai cho mình cái này đâu. Còn những người mà đã nói tôi giúp cho tôi phụ, hoàn toàn lừa mình đó. Ông còn chưa biết đường mà là bây giờ giúp tôi cái gì. Thiền tông ra lời nó nói rất rõ ràng. Không? Tuyệt đối đừng có nhờ. Mình nhờ là bị mấy ông thầy lừa mình. Ông còn không biết cái này mà làm sao ông giúp. Bởi vì có nhiều kỳ chết rồi đem mấy triệu, mấy chục triệu ra tụng. Tụng cái gì? Tụng sao? Tụng xin lỗi để mấy chục triệu làm chuyện khác, lựa cho gia đình. Rồi có hỏi tiếp đi. Tiếp theo sẽ là chương trình cầu truyền hình của Hà Nội. Xin mời kết nối với Hà Nội. Alo. Ok,
Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Con đã truyền thiền được 3 năm rồi, nhưng bản thân không tạo được công đức trong sáng. Cuộc sống hiện tại không được thuận hòa. Con cảm thấy không đủ sức đi tiếp. Con định dừng lại và không tu theo pháp môn nào nữa, không theo đạo nào, chỉ thờ tổ tiên, sống thiện bình thường. Như vậy đến cuối đời con sẽ vãng sinh về đâu ạ? Vãng sanh cái gì? Ở gia đình không có vãng sanh, ở tại chỗ. Vãng sanh là đi lên, còn mình không có, ở gia đình ở lòng vòng gia đình hoài, hoặc là dòng tộc thôi, chứ là vãng sanh gì? Có nghĩa là mình không tạo cái gì thì thôi mình ở trong gia tộc rồi đi làm vợ chồng con cháu nữa, thì cái làm hoài thôi. Bởi vì thiền tông này nó muốn vô cũng khó lắm, phải dễ đâu. Thấy thì dễ vậy á, nhưng mà không khó lắm, vô rồi sẽ thấy. Bởi vì truyền thiền mà còn có 5 người đi tới, còn 95 người rút lui. Thì mình nếu mình rút lui về gia tộc là tốt nha. Rút lui về gia tộc mà cũng coi chừng vô làm cô hồn đó. Thà ở gia tộc làm tiếp, làm vợ chồng con cái tiếp, giàu nghèo không cần biết. Vô cô hồn coi chừng, vô hồn nó cái nhân quả nó nặng lắm. Khi mà thả cô hồn rồi khó, muốn trở vô dòng tộc cũng không ai mà chấp nhận mình đâu. Mày trước mày cái làm cô hồn quắc đảng, bây giờ vô đây mày quậy thào. Thì phải cố gắng dẹp cái này đi. Ở gia đình thì cứ làm gia đình thôi. Thầy là kêu bằng, có lúc thì sanh thành phố, có lúc thì sanh ở tỉnh, có lúc là sanh nông thôn, rồi tinh rừng, kệ đó, đâu, có nó quy luật mà. Mình thấy thành phố mình lên người công nguyên, mình sợ chứ sự thật, ở đấy cũng quen. Sanh ra đâu thì yên tới đó, nó đâu quen đó, nó có sao đâu. Thì nếu mà theo thiền tông được tuyệt đối, đừng có đi làm bậy. Thứ nhất là tuyệt đối đừng có cúng tụng cầu xin ngay coi chừng cái đó, nó vô cái làm cô hồn. Nghĩa là bây giờ anh bắt đầu anh mở một cái cuộc cúng rồi thì chắc chắn 100% anh phải vô cái loài đó. Rồi có hồn ăn rồi cúng mà. Thì phải kêu bằng chơi cái loài nào thì phải vào cái loài đó. Nên nhớ là phải cố gắng. Mình phải hiểu cái quy luật này. Bởi vì thiền tông nó ra đời là cúng tụng lại cầu xin xăm quá quả là chết luôn á. Nó đi vào trong cái thế giới của hồn chứ không đâu á. Thì ta nói cho rõ cho biết vậy. Mình phải hiểu cái thế này nè. Ở thế giới này nè, nó có hai cái đường. Một là dương, hai là âm. Dương nó tượng trưng cho màu trắng, âm nó tượng trưng màu đen. Ai tu mà thích màu trắng thì lên dương, ai tu mà thích màu đen xuống âm, hai con đường đó. Còn muốn làm thần đó, thì màu đỏ đó. Muốn tu cái gì tu, ba cái màu căn bản tại trái đất này nè. Muốn lên trời mặc đồ trắng tu, muốn ở trái đất mặc đồ đen tu, làm thần mặc đồ đỏ tù rồi căn bản ha. Còn mà muốn lao động mặc đồ nâu chống véo, rồi lao động mặc đồ lâu, tự làm tự ăn không ai cúng. Mình tu là mình lo cho mình, đừng có bắt người ta cúng cho mình. Nên nhớ thế giới vật lý nó vậy. Anh cúng của người ta, anh tại sao anh ngồi ở đây anh cúng, anh tu cho anh mà anh bắt người ta nuôi anh, mà nuôi mà đưa tiền còn phải quỳ lại ông nữa. Thì ông chỉ nước vô rừng ông ở thôi, không có xuống địa ngục có hai con đường đó thôi. Mình tu cho mình mà bắt người ta lại mình cúng cho mình ăn nữa. Rồi bắt mình gọi bằng thầy nữa là sao? Mà thầy mà dạy thì không nói gì, mà thầy không biết gì hết. Thầy mà đi làm chuyện mê tín gì đó, rồi đem bóng đá vô, rồi đem đám cưới vô, rồi đem bùa phép vô. Thầy cái kiểu gì kìa? Mà tiến sĩ đó. Tiến sĩ Phật học mà đi xin xăm bói quẻ, trời ơi, nó nhục làm sao? Tiến sĩ Phật học mà đi bình luận bóng đá, tiến sĩ Phật học mà đi chủ trì đám cưới, tiến sĩ Phật học mà đi làm bùa, trời ơi, okay. Cái đạo Phật nó phải chuẩn lại chứ. Thiền tông ra đời, đạo Phật phải chuẩn cái gì này lại để cho xứng đáng là tinh hoa của nhân loại. Đạo Phật thật tinh hoa nhân loại, đâu có thể đưa mấy cái ông bùa phép vô đây đi nói chuyện trên trời đất. Như ông Nhật Từ, ông nói ông Phật không biết thiền thiền, trời ơi, thật thủy tổ loài người, thủy tổ thiền tâm mà ông đó không biết thiền thiền, mà không biết là ông thọc với ai tôi cũng không biết nữa, mà có bằng tiến sĩ nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 2, người truyền thiền
có bảng phong Phật gia và giấy yếu chỉ Thiền Tông nhưng lại thối lui, không theo được Thiền Tông, thì bảng Phật gia và giấy yếu chỉ Thiền Tông nên đốt đi hay phải làm như thế nào ạ? Cái phần này là giống như người ta cấp cho anh cái bằng lái xe rồi đó. Anh xài không xài, anh làm gì làm kệ ta, ta không thu hồi lại đâu. Đó người ta cấp cho rồi thì tùy nghi sử dụng, muốn đốt muốn làm cái gì làm. Thấy không? Còn nếu không ấy thì để kỷ niệm thôi, giờ tôi lên không nổi tôi trả lời. Giống như tôi thi bằng đậu bằng lái xe, giờ tôi lái không nổi thôi tôi để dành nó đi, tôi làm chuyện khác, ai rầy mình. Thấy không? Đừng có suy nghĩ tưởng tượng tầm bậy, muốn đốt đốt, muốn để lưu niệm để. Còn cái này là người ta biết, tôi biết đó là đầu tiên đó là cũng thấy hay rồi nhào vô thôi, nhưng mà nhào vô rồi để thấy, tưởng đâu đơn giản. Bởi vì đơn giản là nói là tại chùa Thiền Tông không tu mà thành Phật, mới chết cái câu đó. Không tu mà giải thoát mới nhào vô, tưởng là ai về muốn giải thoát đi nhiều khê lắm chứ không phải nhỏ đâu. Thành ra bây giờ phải chịu thôi. Chứ giờ biết nói sao chứ, đã giờ ông Phật đã cảnh cáo rồi. 100 người truyền thiền chỉ có 5 người đi tới, 5 người là ổng còn nói nhiều quá. Thấy không? Ổng còn vớt chứ sự thật tôi thấy có chừng 2 người, không biết có không nữa. Nó khó, cực kỳ khó chứ đâu phải. Bởi vì thế giới vật lý nó quay mà. Bởi vì thế giới vật lý là thế giới keo. Keo là cái gì? Tiền, tài, danh, lợi, địa, vị. Keo là 3 cái loại keo. Tiền, tài, danh, lợi, địa, vị. Keo này nó đụng tới đâu, nó dính tới đó đó. Không phải dễ đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Ba là cậu tu Thiền Tông tu sai như thế nào thì sẽ vào hầm 10 tỷ năm. Mong thầy cho ví dụ cụ thể ạ. Tu Thiền Tông tu sai thì nó có hai cái loại. Ví dụ anh tu mà anh không có năng lực thì anh tu sai, thì nó theo cái quy luật nhân quả vật lý. Nó phải đi theo cái quy luật nhân quả, nó quật anh nặng nhất là 18 tầng địa ngục thôi. Bởi vì đi phân tích cái này, cái người mà tu Thiền Tông không phải là một tu sĩ là cái nhân quả nó khác. Người tu Thiền Tông mà do một tu sĩ thực thi cái này, nó nhân quả nó khác. Khi tu Thiền Tông không phải là nhân sĩ là nó đi theo cái quy luật nhân hồi bình thường. Có nghĩa là suốt cuộc đời anh tạo cái gì tôi không biết, nhưng mà sau cùng cái ngày kết thúc của anh á, thần thực thi nhân quả coi trong cái nghiệp nhân quả là cái nằm ở tầng số mấy. Trong 12 cái tần số của cái luân hồi nằm ở đâu thì ông thần thực thi nhân quả vào cái tần số đó. Cái đó là người bình thường. Còn khi mà một người mà tu đạo Phật giác ngộ giải thoát rồi, có hai con đường đi. Một, giác ngộ. Anh không giác ngộ được thì anh phải đi tìm con đường nhân quả của anh. Thì hai con đường nhân quả này. Nếu mà anh triệt phá cái Thiền Tông là anh đi xuống hầm 10 tỷ á. Còn nếu mà anh tu sai thì anh xuống 18 tầng địa ngục, nó kéo lên, hết nó kéo lên, hoặc là vô rừng. Người tu có hai con đường đó. Một là anh xuống địa ngục anh ở, hai là anh vô rừng anh ở. Rồi, còn nếu mà anh tu mà anh chứng A-la-hán là khác. Chứng A-la-hán là anh vô cái đẳng cấp A-la-hán mà nó trong núi á. Tu thì nó phải đúng rồi, giống như người ở thế gian. Anh là dân thường, anh muốn đi đâu đi, anh có tiền đi đâu đi. Còn nếu dân thường mà giờ tôi muốn làm quân đội, rồi vô quân đội. Quân đội thì có đường, một là làm cho đúng thì anh được thưởng, hai anh làm tầm bậy, bộ lực quân đội nó đem nó xử anh, có vậy thôi. Rồi bên công chức nó cũng vậy. Đó, mình phải hiểu cái quy luật này. Ở trái đất này nếu mà người không tu mà bên ngoài mình làm gì, nó theo 12 con đường nhân quả, tùy theo mình. Sát sanh thì làm con thú, giết người thì vô cái tầng địa ngục. Đó, mình phải hiểu vậy. Làm phước lên trời, làm phước trời 6 con đường đi, mình làm phước nào? Nếu mình tu theo đạo Thiên Chúa thì lên thiên đàng ở, tu theo đạo Phật thì giảng sanh lên cực lạc ở. Đó, mình phải hiểu mỗi một tôn giáo nó có con đường riêng. Tôn đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng có cõi trời, cõi ở đất hoặc là cái địa cục này. Nhưng bây giờ Thiền Tông ra đời để nói cho rõ, để cho ai cũng biết rằng muốn thì phải làm cho đúng, chứ đừng có làm lơ mơ.
Vậy thiền tông ra đời tôi nói rõ mà thiền tông ra đời là dạy là công thức chứ không phải là cái công. Anh muốn làm phước đức phải có công thức, muốn làm ác đức cũng có công thức, nghe, muốn trở về Phật giới cũng phải bằng công thức. Nhưng mà trở về Phật giới thì mới công bố đã 2 năm thôi, ngày 14 tháng 5 2017 mới hiểu được. Trước đó hoàn toàn không ai hiểu cái giải thoát là gì. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 4, người tu thiền tông buôn bán hàng không tốt mà bảo hàng tốt, mua rẻ bán lại đắt, vậy người này khi nói về thiền tông thì có bị sai không ạ? Bây giờ tu thiền tông thì mình phải chuẩn, đạt chuẩn thiền tông mới đi nói được. Còn lem nhem nói tầm bậy nó giật sức mép luôn á. Bây giờ giống như mình á, đi học ra làm thầy giáo thì phải đạt chuẩn thầy giáo, đi dạy người ta. Lem nhem thầy không ra thầy, trò không ra trò, kêu bằng thầy thợ không ra cái gì đó. Đi nói thì đưa về nhân quả nó quật mình. Thế giới này nó là vậy. Có nghĩa mà mình làm bất cứ cái gì, nghề gì trên thế gian này, kể cả người đạo Phật cũng vậy, anh phải tu đạo Phật, anh tu cái gì, anh phải đạt cái chuẩn này mới đi dạy người ta. Còn anh hiểu lơ mơ mình dạy người ta thì đương nhân quả nó giật sức mép mình ráng chịu. Nó cái quy luật vật lý nó là vậy, luật nhân quả nó là vậy. Mình tu, bất cứ tu cái gì cũng vậy, thiền tông hay là vật lý hay là tịnh độ tông, mật chú tông, mình phải đạt cái chuẩn này. Anh tu mật chú tông thì cũng phải được đúng có công thức của nó chứ. Tu mà niệm hiển linh thì anh mới dạy người ta. Còn anh tu mà anh không hiểu cái hiển linh là cái gì thì anh dạy người ta, cô hồn nó nhập vô sao? Cơ hồn nhập vô rồi làm tầm bảy là mình mang cái nghiệp nữa. Thấy không? Tất cả năm pháp môn này anh tu cái gì cũng phải đạt được. Thiền tông cũng vậy, anh phải đạt cho được cái chuẩn anh mới dạy người ta. Còn không đạt thôi đừng, ngồi nhà đi. Chứ đừng có gì danh, gì lợi, gì địa vị rồi nhào ra. Biết hai ba chữ cái vậy, biết có hai ba chữ, cái hai ba tiếng Anh cái đời được mở cái trường dạy vậy, Anh ngữ. Rồi sao? Cái đó tự mình đi lừa người ta rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 5, thọ mạng còn, nếu bị tai nạn do biến âm hại thì thần nhân quả sẽ làm thế nào ạ? Lặp lại. Thọ mạng còn, nếu bị tai nạn do biến âm hại thì thần nhân quả sẽ làm như thế nào ạ? Cái thần nhân quả này nè, khi mình mất rồi thì người ta mất, bởi vì ta coi trong cái tổng cái tần số, tần nhân quả nó có cái 12 cái tần số. À, nếu mà tính theo thiền tông nó có 13 cái tần số. Thì nó căn cứ vào mình đạt cái đỉnh nào, cái nhân quả nằm ở điểm nào thì nó thực thi bằng cái điểm đó. Chứ ổng không theo dõi nè. Bây giờ kết quả xong rồi, giống như ở ngoài đời anh làm gì làm mà kết quả cái điểm anh nằm ở chỗ nào nó thực thi cái điểm đó thôi. Có vậy thôi, đơn giản. Ông không cần kiểm soát gì hết. Kết thúc rồi, nó sẽ hiện ra. Bây giờ bởi vì thời văn minh cao, người ta hiểu được. Văn minh cao rồi, anh đi làm mà ai tụi biết. Mà tới tháng, anh được bao nhiêu tiền, xuất tôi chung anh vậy thôi. Khỏi cần điều tra, nó hiện lên mà. Thì trong suốt cuộc đời của mình, nó hiện ra cái gì trong lúc mà mình hết làm việc nữa, thì thần thực thi nhân quả cái điểm đó đó. Thì cái điểm đó 12 cái điểm luân hồi nằm ở đầu thực thi đó, đơn giản, chứ không phải ngồi đó mà tính, không có lấy sổ tính. Bây giờ nó hiện ra hết. Anh làm một tháng đó bây giờ 10 triệu lúc học 10 triệu chung anh rồi xong. Anh làm suốt cuộc đời anh chết ở đâu thực thi nhân quả chỗ đó, cứ đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 6 ạ. Tại sao cây sống lâu năm lại có hồn ạ? Bây giờ nè, khi nào anh vô làm thực vật rồi, anh muốn trở lại làm người thì anh phải trở lại làm hồn cây mới ra được. Con đường bởi vì có hồn cây bắt đầu nó thấy, còn bắt đầu vô làm thực vật không thấy. Kể là cứ sống lang thang trong rừng thôi. Cây nào cũng ấy, mà khi mà cái cây nó hồn cây là bắt đầu Phật, cái tánh thấy nó mới mở ra thì anh mới trở lại làm người được. Cái luân hồi nó là vậy đó.
Không phải mới nhào vô là anh đầu thai vô cây to, không có đâu. Nó làm cỏ cây không, nhỏ. Rồi từ từ nó mới đi vào trong cái những cái cây lớn á. Ví dụ là 2 tỷ năm rồi, thì bây giờ cái tần số nó mà theo quy luật luân hồi mà, nó nhả anh ra, nhả từ lên thành cái hồn cây. Hồn cây mới nhìn thấy được, thì mới trở lại làm người được, mới trở lại cái dòng tộc được, mà đầu thai tiếp. Nó phải hiểu cái nguyên lý đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 7, hồn cây có giống với trung ấm thân không ạ? Có gì? Cái đó là nó hiện á, nó hồn cây là bắt đầu nó thấy được trung ấm thân của nó đó. Nghe không? Tất cả những gì mà có danh đều có trung ấm thân hết, nhưng mà những cái dưới nó không nhìn thấy nó, thành nó tưởng nó là chỉ một khối thôi. Khi mà hồn cây nó mới thấy được trung ấm thân đó, thì trung thân về vô dòng tộc người ta mới chấp nhận, chứ không có trung thân vô không được. Nghe không? Giống như mang trung thân là gì? Mang một sắc thân bằng điện từ, thì vô dòng tộc nó mày hồi đó tên A tên B vậy, rồi ta cho mày trả lại, mày trả hết rồi. Giống như mà ở tù á, rồi giờ đem mấy giấy về nó, thưa dòng tộc ở tù xong rồi, giờ tôi ra tôi làm người tiếp được, dòng tộc cho đi, rồi gia nhập làm tiếp, muốn đi lưng rồi tùy theo con á, giờ muốn đi đâu thì vô đi tiếp, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Câu 8, gia đình con luôn lúc nào cũng cầu khẩn việc này việc nọ, không biết cầu khẩn như vậy có đúng với tinh thần của đạo Phật không ạ? Nếu mà cầu cho cô hồ người đúng mà thiền tông không đúng. Bởi vì tôi nói là thế giới này là thế giới ngũ thú tập cư, thần người ngã quỷ súc sanh, bây giờ cầu ai? Cầu ông A Di Đà chăng? Nó tao đâu có ở dưới này đâu, mà tao đâu có gì đâu, tôi bay cầu tao. Muốn gì lên trên này, tao dạy cho giác ngộ giải thoát. Tao không lên thôi, chứ cầu gì, ông Thích Ca nó tao dạy năm pháp môn tu, muốn đi đâu đi, là muốn giác ngộ giải thoát thì tu, chứ cầu cái gì? Cầu tất nhiên là mình bắt đầu mình cầu là có người chứng cho mình rồi đó, là cô hồn đó, nó hiện ra nó chứng cho mình đó. Có nghĩa là mình lập cơ sở cầu, cô hồn nhào vô liền. Vì thế mà các chùa tại sao không thờ Phật mà thờ kêu ông cô hồn vô, kêu thần vô. Cầu mà, hãy cầu là có. Nhưng mà đều nên nhớ rằng trái đất này, ngũ thú tập cư nắm được căn bản này, thần không có không làm chuyện này. Cô hồn muốn cầu nó à, ta là Ngọc Hoàng nè, ta là Thượng Đế nè, tao đứng bề trên, nó nói gì nói chạy, cô hồn mà. Đó, mình phải hiểu cái này. Ở trái đất ngày cầu là dính vô cô hồn, mà mình thì nói cô hồn, chứ nó không phải nói cô hồn, nó tôi là thánh. Tự nó xưng luôn á. Mình thì biết là cái đẳng cấp nó là cô hồn, mà nó hỏi mày, ông là gì, tôi là thánh, rồi xong. Rồi mình tính xấu chuyện của mình, ủa, cầu tôi thì tôi nói vậy thôi. Phải hiểu cái thế giới này, thiền tông mới dám nói cái này, còn ngoài ra không ai dám nói này. Tôi nói thiệt, bây giờ thiền tông mới dám nói. Tại sao dám nói? Là căn cứ vào ngũ thú tập cư, mà trong quyền ký đã nói rất rõ ràng. Căn cứ về tam giới, quyền ký đã nói là tam giới, giới nào ở riêng thế giới này. Thế giới loài người thì nói chuyện với loài người, chứ không thể mà xuống với biển sống với con cá được. Không thể lên Ngọc Hoàng nó được, không thể lên nước Tịnh Độ nó được. Thế giới nào phải ra thế đấy. Nghe không? Cô hồn thì ăn nói chuyện với cô hồn. Sở dĩ mà cô hồn nó nhập được mình là vậy, cái đẳng cấp nó sát bên mình là mình ham muốn nó thì nó mới nhập vô. Chứ nếu mà mình không cầu nó làm sao nó nhập? Tất cả thì kiểm đi mấy cái người mà gọi là bị dông nhập sát hoàn toàn cúng hết, mê tín gì đó nó mới nhập vô. Mới ngủ 6 sáng không chịu ngủ, 4 giờ thức dậy đi cầu nó rồi. Giờ đó là linh của nó, cầu nó nhào vô liền. Hỏi giờ cậu gì, tôi là thánh gì đó, rồi xong rồi. Cô hồn mà nó xưng thánh rồi thôi mình chịu thua rồi. Rồi nó làm cho 1-2 cái hiện tượng lạ, rồi phát rồi đem cúng, mua bò heo cúng mới chết. Là tự mình rước nó vô, chứ nó đâu có ham muốn đâu. Mà cái đẳng cấp đó là thỏa mãn những người mê tín. Vì thế mà thiền tông ra đời để nói là cái, để mà xóa cái mê tín này này, những cái mà linh thiêng quyền bí là do của hồn chứ không có ai. Ông Phật không có làm, không lẽ ăn no làm chuyện này? Ông Phật xóa mê tín mà không lẽ ông Phật làm chuyện mê tín? Ông Phật đâu ở đây mà cúng, mình nên nhớ được. Còn mình thì thôi,
nấu xào nấu nướng còn ngon lành mà đem ra ăn liền cho nó nóng, còn cúng cúng cái gì? Cúng thì nó có chứ phải không? Nhưng mà thấy cô hồn lang thang quá thì thôi, đem ra cúng cho nó ăn đi. Nhưng mà nên ăn rồi thôi, bỏ đi, chứ đừng có ăn. Đó, mình thương người ta, mình cúng rồi mình còn lấy lại ăn nữa thì chết rồi. Mình đâu có trí tuệ đâu. À, rồi hỏi tiếp đi. Câu thứ 9. Đức Phật dạy về Phật tánh quá hay và khoa học, nhưng tại sao người lại không nhận ra? Lặp lại cho rõ. Đức Phật dạy về Phật tánh quá hay và khoa học, nhưng tại sao mọi người lại không nhận ra? Đâu phần khoa học gì? Khoa học là đối với con người sáng mắt, con người mù mắt sao biết khoa học? Con người nhắm mắt rồi biết khoa học khoa gì? Nó đâu có thấy được khoa học. Bởi vì tại là cái con người mù mắt giống như rời voi vậy đó. Nó đâu có biết voi đâu. Rợ gì nói đúng đấy. Nó khoa học đối với con người sáng mắt. Vì thế mà Đức Phật, ông nói là muốn tu này, anh phải kiến tánh, anh mới tu được. Còn không kiến tánh, đừng có tu. Nếu không kiến tánh, anh tu giống như mù rồi voi thôi. Nó lạ cái chỗ đó đó. Thành ra bắt buộc người tu đạo Phật phải kiến tánh. Mà kiến tánh bằng câu là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến bất lập tri tức tính niết bàn. Tính niết bàn là tính thanh tịnh của con người đó. Anh phải làm sao tu, anh đạt được hai cái chữ này, hai cái câu này thì mới tu thiền tông được. Còn không đạt hai câu này, đừng tu mất công. Tu giống như mù sờ voi thôi. Nghe không? Nên nhớ cái căn bản đạo Phật nó là chỗ đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 10. Xin thầy vui lòng chỉ giúp con cái hay thấy của Phật tánh ạ. Thấy thì ai cũng hằng thấy mà. Cái thấy mà gọi là tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Mình nhớ là tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Tánh thấy phân biệt là đây tánh người. Có vậy thôi. Có gì lạ ta chỉ cho rõ thì mình cố gắng mình lập đi câu này này. Mình vô nhà đó mình ghi hai câu này. Rồi cái mình thu máy luôn, bỏ tay, lúc nào cũng nghe câu này. Nghe này 6 tháng hoặc 3 tháng nó kiến tánh liền. Cứ ghi đi. Tánh thấy thanh tịnh là đây, nếu bạn cái lập hoài, đi hơi chấp té thấy, chấp té giật mình thấy. Đó. Cái đó ta chỉ cho mình phải vậy đó. Tất cả những đạo Phật nó có nhiều cái câu rất hay, mình không biết thì cứ lập đi lập hoài hoài. Nghe không? Tánh thấy theo thấy là theo cô hồn rồi. Mình cúng quải là theo cô hồn. Mình cứ nói vậy rồi. Mình lại ở trong vô cái nhà mình hai ba câu kệ vậy. Hai ba câu liễn vậy đó. Nhưng làm sao có cái chuyện đi cúng. Thấy không? Đó thì mình hiểu cái này. Mình hiểu trong đạo Phật có nhiều cái câu rất hay. Mình cái câu nào mình thích đó. Mình ghi để trong nhà mình đó. Ra đọc vô đọc. Mới vừa đọc mà không thấy đường. Đụng vô cái cửa cái rầm cái đó. Phật nhãn mở ra liền. Phật nhãn là Phật thứ ba đó. Nó u cái đầu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 11. Biết ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ý câu này Đức Phật muốn nói lên điều gì ạ? Đức Phật còn nói ta dạy ông giác ngộ thoát mà ông không hiểu. Ông đi cúng không, ông chửi ông. tưởng ông Phật là cắt biểu các cái chùa đi cúng. Ông nói ta cắt cái chùa để giác ngộ giải thoát. Thì mình trước khi mắc các cái chùa, mình phải xin là mình phải ghi trước chùa và giác ngộ giải thoát thì nó không lầm. Mà để cái chùa không rồi bắt đầu cái cúng, cái thành ra chùa cúng, rồi chùa tụng thành chùa cúng. Muốn các cái chùa, tiêu chí của mình là gì? Giác ngộ giải thoát, biết thì đi cất, không biết thôi. Trước khi bỏ nhà gia đình, đi vô nhà chùa là nhà của Như Lai. Như Lai là cái gì? Là cái nhà đó không đến, không đi, không có động. À, nhà đó là nhà thanh tịnh không được. Thanh tịnh là cái gì? Là nhà của Như Lai. Chữ thanh tịnh là mình làm sao mình biến cái nhà Như Lai thành nhà thanh tịnh. Thanh tịnh tự nhiên chứ không phải thanh tịnh A-la-hán. Thì đi tu mới đúng được. Tuyệt khó nhất là mình ở nhà mình nghèo quá đi. Cái tôi cạo cái đầu mua bộ đồ ao 150 vô các cái chùa vận động cúng tiền chết trở thành ông triệu phú liền. Năm phút sau thành ông triệu phú liền, ai không thích. Nó chết là vô bị cái nhân quả liền. Nó mình bỏ cái ý định đó đi, có nghĩa là trong cái chùa tây đi nè, nếu định muốn tu xuất gia thì vào nhà Như Lai phải tìm lại được chân thật của chính mình.
chân thật khiêm nhường là cái gì là mới đi tu được. Còn đừng có đi vô nhà Như Lai mà tìm tiền, tìm danh lợi địa vị, thua là nhân quả nó quật chết luôn. Mà điển hình tất cả những người mà tu lâu năm tại sao không đi được là vì cái bị cái nhân quả sai. Tu đạo Phật tự làm ăn, ngày xưa vua Giả Thất Thiên bất cứ người nào có tu người ta cấp đất cho tự mà sống mà ăn, chứ không có đi xin ai hết á. Rồi bây giờ nghe nó cắt chùa lời quá, đi vay tiền cắt cạo cái đầu bao nhiêu đâu, cạo đầu 15 ngàn, áo 150, quần áo 150 xong biến trở thành gì, ta là sư rồi. Rồi sao sư mà không biết sư, rồi đi lừa người ta, lừa người ta sao đi đâu? Thì một là hai vô rừng, hai xuống 18 tầng, nó muốn đi đâu đi. Nhiều ông thầy đi giảng đạo năm này tháng kia hỏi gì giác ngộ không biết. Trời, đạo Phật đạo giác ngộ mà hỏi giác ngộ gì không biết. Rồi sao? Hỏi thầy tu để làm gì? Không biết tu làm gì. Thế thôi, thế gọi là thầy mù rồi. Đó, mình phải hiểu. Bây giờ Thiền Tông ra là tụi nó đắng bốc luôn. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Không giác ngộ đừng tu. Đạo Phật là đạo giải thoát. Không biết giải thoát đừng có tu. Đạo Phật là tinh hoa nhân loại. Không biết tinh hoa nhân loại đừng tu. Thà đi tu đạo khác đi. Đạo thần, đạo trời, đạo thánh gì muốn tu gì tu. Đạo Phật, chú Phật là trùm khắp mọi nơi mà. Thì trùm khắp mọi nơi là chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Cái tánh Phật của mình nó phải theo mình suốt đời thì mới gọi là tu đạo Phật. Chứ đạo Phật không có thể là cầu nó cúng tụng lại lục cầu xin sám hối, xin sám bối quẻ, dẹp hết đó đi. Đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo thật là đạo mù. Đạo mù thì nó đúng là ông Phật cũng có dạy rồi, năm pháp môn cũng dạy mấy ngàn năm rồi. Bây giờ 2017 mới cho công bố cái đạo sáng mắt ra bằng một buổi lễ rất rõ ràng, có chính quyền giáo hội chứng minh rằng đạo sáng mắt được khai mở ngày 14 tháng 5 2017, gọi là đạo giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết giải thoát đi ra quy luật này, ta làm rất bài bản, nghe không? Mình phải hiểu đạo Phật nó là vậy, chứ không phải đạo Phật mà chuyên ngồi đó mà gõ mỏ lóc cốc lên cái ăn trời đó. Mình làm nó chứ ông Phật thì ông trí tuệ. Bây giờ mình suy nghĩ không, Trần Nhân Tông làm vua sướng quá, không lẽ lên trên núi Yên Tử gõ cái gì trời. Mình phải hiểu lấy danh dự lợi cho mấy ông tổ chứ. Ông tổ mang cái dòng thiền tông đi mấy ngàn năm gian khổ, người ta 2561 năm từ khi Đức Phật để công bố ra dưới sự chứng kiến của chính quyền và giáo hội cũng như dân dân, chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu. Thông tấn báo chí truyền hình này cái đó chứ đâu phải nói chuyện nhỏ đâu. Mà bây giờ nghe tới giác ngộ chửi nát cái chùa Tân Dự đi. Rồi sao giờ chửi chứ tôi biết công bố này ra là chửi tán nát luôn. Tôi biết trước chứ không biết. Vì tôi biết nước mà cái chùa tôi 4.000 thước vuông, tôi để 210 thước vuông thôi, là trong vòng này thôi. Tôi ngu thì để ngoài. Nếu đi ngoài nó dùng áp lực nó lấy cái chùa này thì lấy cho lấy. Nếu mà tôi thất thủ thì tôi vô đây tôi còn thủ bên ngoài được. Tại tôi tính hết chứ mà chuyện mấy ngày, mấy chục năm tôi tính hết con đường tới đường lui. Khi công bố này khủng khiếp lắm chứ đâu phải nhờ. Công bố nó xóa mà nó xóa toàn bộ những cái mê tín gì đó mà giờ đây hoàn toàn mê tín hết, làm sao đây? Rồi hỏi tiếp đi. Câu 12. Tu diệt tận định là tu diệt cái gì ạ? Cái gì? Tu diệt tận định là tu diệt cái gì ạ? Tu diệt tận định ạ. Bây giờ cái lăng xăng của mình đó, nó lăng xăng hoàn diệt cho nó chết hết đấy. Rồi mình định trái công cái đó. Có nghĩa là giống như anh ra ngoài biển, thấy nó bão à, sóng biển quá, anh làm sao dập cho nó chết cái sóng biển này đó. Nhưng mà cái người tu diệt tận định hay lắm. Khi mà anh diệt được rồi đó thì anh liền với nó luôn. Thế giới vật lý mà tự nhiên sóng biển người ta đang dập mà anh làm sao thì nếu anh giỏi đó, thì anh cô độc lại một phần nhỏ thôi, anh thành thánh A-la-hán. Còn nếu mà anh không làm được á, giống như ra biển mà anh bắt sóng biển dừng là anh bắt nó không được sao, nó giật anh nhào xuống cho chết luôn á. Đó là nguyên tắc thế giới này mà. Thành ra bây giờ trong cái vùng bão mà anh làm được định trong đó, thành A-la-hán, vì thành ông Phật nói nếu anh làm được vậy anh là thánh một giờ một ngày thôi. Còn nếu mà anh giờ không được, nó quật anh sao, chìm xuống anh chết luôn.
Mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 13. Tu dẹp vọng tưởng là dẹp vọng tưởng nào ạ? Thì nguyên tắc á, bây giờ nó văn minh rồi mình mới thí dụ này nó mới dễ nè. Cái vọng tưởng giống như cái dynamo điện, nó phát nguồn á. Thì cái vọng tưởng mình, cái tim nó đập, nó cũng phát ra cái ảo giác. Nó phát ra ảo giác, mình thấy này thấy kia, mình dẹp. Nha, mình dẹp, đừng cho nó ảo giác. Thì giống như là ở thế gian mà mình dẹp cái làn sóng điện á. Còn ở trong mình mà dẹp ra cái làn sóng phát tưởng á, dẹp lên, thì cứ suy nghĩ đi. Nó dẹp vọng tưởng, dẹp cái đó. Nhưng mà mình có thể dẹp được không? Nhưng mà nếu mình mạnh hơn nó đó, thì nó hết. Còn yếu thì nó kéo mình đứt cơn máu luôn á. Giống như giảng mà, hai cái thế lực kéo nhau. Ví dụ mà mình kéo thắng nó thì thôi, còn không thắng nó kéo ngược lại, vì mình giảng gần ra tự nhiên mình bất thân bất tội luôn. Hết biệt. Đó. Nguyên tắc thế giới này. Đó gì thì ai muốn ta giải thích vậy thôi, ai muốn làm gì làm. Còn đạo Phật không có xài cái gì, thế giới vật lý của nó. Muốn ấy bò ra, tìm đường bò ra khỏi cái thế giới này. Mà ông Phật chỉ con đường đi ra rồi, chứ không phải không. Ông biểu có công đức thì công đức nó sáng, nó đi ra được. Nó được quyền dẹp cái âm dương để nó đi. Đó, mình sẽ tạo công đức để đi được, mở con đường về Phật giới bằng con đường công đức để dẹp đi ra ngoài. Đây ta rõ, nó rất rõ ràng. Nó đúng là nó đơn giản, nhưng mà tại vì mình tưởng, người ta nói mình không nghe được, mình cứ tưởng thôi. Nó thành là nó sai cái chỗ này thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 14. Thiền tứ niệm xứ là tu niệm bốn xứ nào ạ? Đúng là cái gốc của tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là con người mình, có đất nước gió lửa. Mình coi cái đất nước gió lửa nó nằm ở đâu mà nó trở thành con người được hoạt động, nói chuyện này chuyện kia. Đó, tứ niệm xứ là vậy thôi. Nhưng mà người ta không hiểu về sao á, người ta tưởng đâu là đi tìm xứ này xứ kia làm giàu. Chứ sự thật là tìm đất nước gió lửa mình, nguyên cớ nào mà nó hình thành con người. Đó là tứ niệm xứ đi hiểm vậy. Đi mà hỏi cho vui thôi, chứ sự thật là ông Phật 37 pháp quán, ông không lẽ ông không dạy, thành là ông phải dạy cho mình ngồi mình tu để cho nó vui thôi. Cái bằng tu ở đây thì ông Phật nói là tất cả người ở đây nó tu là giống như nấu cát để nấu thành cơm cho nó vui thôi. Mà làm sao thành được? Bắt buộc tu mấy ngàn năm, mấy trăm năm, mấy chục năm, cát vẫn là cát. Nếu mà không cho nấu cát đâu, mấy ông thầy không chịu. Bắt buộc, ổng là giờ nay tôi phải nấu rồi, nấu cơm rồi giờ tao đưa cát mày nấu thì nấu chừng nào thành cơm mới ăn. Ông Phật ông lừa mình chơi thôi. 37 pháp quán là pháp lừa. Vì thế mà có chủ mà năm anh mù sờ voi, anh sờ đi muốn nói gì nói, tôi cho hết. Hỏi con voi, rồi ngài hỏi chứ thưa phụ, voi giống cái nhà. Đúng, nó cái nhà, nó cứ chứ sự thật con voi là cái con voi chứ làm gì có cái nhà. Rồi đâu nói đó thì ông chấp nhận thôi. Kêu bằng ông Phật nó đúng ra ông cũng lừa mấy ông tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật niệm chú ông lừa. Ông lừa cho thỏa mãn cái lòng tham của con người vậy thôi. Mà lúc đó nó đúng cái thời kỳ đồ đồng, cũng không ai có cái khả năng mà để hỏi ổng nữa. Hỏi ổng cái thời tại sao mà Như Lai phải dạy cái này. Không, nó không ai dám hỏi. Mà chính bây giờ thời điện tử rồi mà còn không dám hỏi nữa, chứ đừng có nói thời đó. Bây giờ tất cả những người sống ở đây là trang bị cái đầu bằng điện tử hết. Bởi vì con người ta có trang bị cái đầu, có ba thời kỳ đời, từ đồ đá không hiểu gì, chỉ biết mấy cục đá thôi, rồi tới đồ đồng thì nó nâng cấp lên chút xíu. Từ đồ đồng nó chuyển qua đồ thau, đồ nhựa, đồ inox gì thôi, nó cũng cái đồ. Qua điện tử, bắt đầu qua vô hình rồi đó, rồi bắt đầu đi vào cái chu kỳ diệt của nó đó. Tất cả những cái gì trong thế giới nó phải chuyển tiếp ba cái thời kỳ. Thành ra bây giờ tới thời kỳ này mà chưa có những cái ngược cái đầu khoa học để hỏi cái này, mà vẫn hỏi trong cái thời kỳ đồ đồng thôi. Tất cả những câu hỏi mà ta đã nói rồi mà mình không hiểu, gọi là mình hiểu theo cái thời kỳ đồ đồng, chưa nâng cấp được cái đầu khoa học. Đầu khoa học khi tiếp cận rồi không hỏi, nói một hiểu một. Còn mà đầu kia nó nằm còn ở dưới cái tầng 7, 8, 6 vậy đó. Rồi hỏi tiếp đi.
Câu 15, làm như thế nào để Phật tánh của mình dễ hiển lộ? Không có làm gì đâu, có công đức tự nhiên sáng. Hỏi chứ cái này, hỏi cái nhà này làm sao mà nó sáng, mở đèn nó sáng, có vậy thôi, chứ không có làm cái gì thầy. Có nghĩa là mình muốn hiểu này, công đức phải lơ lên, nó đẩy lên khỏi mặt nước. Bây giờ con mắt của mình đang sống ở dưới cái tầng nước, nhìn không thấy được. Mà nói nôm na cho mình đang sống dưới đáy giếng á, chỉ thấy được cái đáy giếng thôi. Còn muốn lên cái đáy giếng phải làm sao con mắt mình ra khỏi cái mặt giếng, đứng hẳn trên đất. Người đứng hẳn trên đất gọi là người kiến tánh. Còn người mà lập lò như là bán kiến tánh nửa này nửa kia. Còn nằm ở dưới thì hỏi làm sao thấy, thì tao cũng bó tay luôn á. Đã tao chỉ mày ơi, muốn thấy thì phải trồi lên. Mà bằng cách nào? Công đức nó mới đưa mình lên được thôi. Còn phước đức dương nó cũng vẫn không lên được nha. Mà phước bà, ác đức hay là phước đức âm nó còn kéo mình sầu chứ, nó còn chết nữa. Hiểu cái công thức nó thôi. Có nghĩa là đạo Phật Tiền Tông tu bằng công thức. Nha không? Dẹp tất cả cầu xin lệ lục. Nhớ là Thiền Tông nói tới cái người nào trợ giúp hoàn toàn là không được. Hoàn toàn là sai. Mà cái người trợ giúp đó là ai? Thế gian này là ai? Là có cô hồn đó mà. Cô hồn tôi nói, cô hồn nó xưng nó là thánh đó. Tôi nói cho biết đó. Rồi mới muốn theo thánh nào đó mình theo. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 16. Xin Thầy chỉ giúp tánh nghe chân thật của chính con ạ. Thì tánh nghe thanh tịnh là tánh nghe mà đừng có chạy theo nghe. Tánh thấy chồng thấy bị xa luân hồi, tánh nghe mà theo thì nó luân hồi, theo tánh nghe nó luân hồi. Tánh nó tánh nghe trong thanh tịnh là nó, mà cái này nó muốn nghe thanh tịnh đâu phải chuyện dễ đâu. Bây giờ mình phải nhận được cái này, mà nhận được là phải có công đức nhận thì mới thấy mới nghe được. Giống như cái chuông bằng cây làm sao mình gõ cho nó kêu, nó bằng thau, bằng gì đó, bằng nickel đó. Cái đó mới kêu, mình làm sao bằng cái chất đó đó nó mới kêu. Chứ bây giờ cái chuông nó bằng gốc cây làm sao gõ nó kêu. Anh làm sao anh đổi cái chuông đó thành cái bằng thau á, anh gõ nó kêu. Còn muốn thanh lên, đưa nickel vô cần nhiều. Còn nếu nó quý á, thêm vàng vô thì nó quý, có vậy thôi. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 17, người tu theo đạo Phật chân chánh phải tu như thế nào ạ? Chân chánh, chữ chân chánh là tu đạo Phật chân chánh. Mình phải chân chánh là cái gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mình có giác ngộ không thì tu mới chân chánh. Còn mình không giác ngộ là mình tu tầm bậy. Ai nói gì cũng tin, ai biểu lại cũng lại. Bây giờ mình thấy, cho thấy rõ ràng nè. Cái ông Quyền Diệu á, ông bảo mình mỗi một chữ Kinh Pháp Hoa mỗi một lại, cái đó là tu chân chánh hay tu tà đạo? Trời đất ơi, ông Phật viết chữ cho mình đọc mà đem kinh ra lại. Vậy mà cũng bày đặt đi ra nước này, đi ra bên gì, bên Ấn Độ là cái chùa mình. Trời đất ơi, cái đó làm sao chân chánh được? Đi ra nước ngoài là đưa cái tinh hoa đạo Phật ra mà bắt lấy kinh Diệu Pháp đi qua lại một chữ. Bây giờ mấy triệu cái chữ rồi lại làm sao đây? Để làm cái gì? Vậy mà cũng đưa lên mạng quảng cáo đó. Nó nhục nhã cho đạo Phật cái chỗ này, nó nhục nhã cái đạo Phật chỗ này nè. Một vị thầy không thể làm được cái chuyện này. Một thầy không phải là cứ mỗi một câu rồi một lại giống cái chùa gì đó. Trời ơi, cái diễn đàn đạo Phật Tiền Tông 14 á. Trời, tôi coi cái đó tôi thấy đạo Phật không biết để đâu á. Mà trong đó vi sát hàng năm là tinh hoa nhân loại đến đời Việt Nam. Tức cái đó thôi dẹp mẹ đi. Giáo hội có trách nhiệm phải dẹp cái này liền, tức khắc phải dẹp liền. Tu giác ngộ thì biết, không biết thì làm ơn ngồi lại tại nhà đó, người ta cúng đang làm gì làm. Mình muốn tụng cỡ nào tụng mà, nhưng đừng đưa lên mạng nha. Mình tụng cỡ nào mình tụng, mình giấu đi. Ta tụng làm tầm bậy bạ còn đưa lên mạng cả thế giới nó biết rồi sao? Rồi cái đạo Phật thì sao đây? Phật là trùm khắp mọi nơi, mà không trùm khắp mà lại mà ở trong có chút xíu. Nó bỏ cái chữ trùm khắp, Phật là chút xíu. Chứ không phải trùm khắp mọi nơi rồi sao? Mà cái này là trách nhiệm gì? Trách nhiệm về giáo hội. Anh quản lý đạo là anh phải quản lý cái này nè. Rõ ràng ai không biết đạo Phật đạo giác ngộ mà anh không, tại sao các môn đồ làm sai mà không biết chỉnh lại? Đạo Phật không có thể đi ra nước ngoài mà giảng chuyện tầm bậy tầm bạ nữa. Tự nhiên đi ra ngoài biểu đem tánh Phật ra tu như ông Nhật Từ,
tánh Phật của mình đem ra tu mà đi ra nước ngoài giảng, thì làm ơn ở trong nước giảng đi, rồi giảng 20 người nghe thôi, đừng đưa lên mạng. Bây giờ đưa lên mạng một cái cả thế giới nó biết liền. Rồi một tiến sĩ không thể làm gì được. Một tiến sĩ học vấn ở thế giới này, tiến sĩ là cao nhất, còn cái này hơn nữa đâu. Mà có cái chữ, mà có cái chữ Phật giáo, cái chữ giác ngộ không biết, vậy mà thôi. Rồi cái bằng đó là ai cấp? Tìm cái trường nào cấp cái bằng tiến sĩ này. Thì làm ơn cái trường nó dẹp luôn, ông thầy ký thì ông dẹp luôn đi. Đạo Phật không phải vậy, đạo Phật là tinh hoa nhân loại. Tinh, trong đạo Phật có tinh hoa, có đạo Phật. Mà các nhà vật lý học, nhà khoa học có nói là đạo Phật có tinh hoa, có nhân loại. Là nó cái gì chứ? Nó cái gì siêu sức, cái gì thực tế, cái gì khoa học ta mới gọi là tinh hoa nhân loại. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 18. Đức Phật ngồi thiền đạt đạo, sao người tu thiền tông không được phép ngồi thiền ạ? Ngồi thiền đắc đạo là ông đắc A-la-hán. Giống Dũng Công cũng dẹp vọng tưởng, ông thành A-la-hán thì ông đắc đạo A-la-hán. Nhưng mà ổng á, A-la-hán ổng có 18 thần thông siêu quần, có nghĩa là không có ai phá ông được hết. Nhưng mà ông tu để làm gì? Ông ngồi ông tu để là ông dạy là mấy đệ tử ông á. Mà khi mà ông dạy giải thoát ông có ngồi. Nên nhớ rằng trong mấy năm đầu ông ngồi nha, tất cả tiểu thừa, đại thừa, trung thừa, niệm Phật, niệm chú hoàn toàn phải ngồi hết. Thấy không? Mà khi mà giải thiền tông, ông bảo dẹp, ông bảo nói là nếu tu cái này thì dẹp mấy cái kia. Vì thế mà đệ tử ông chửi. Vì thế mà thiền tông để tóc lại, hồi trước cạo đầu, dạy mấy kia tạo đầu nha. Tại ta là ông thầy, ta cậu dạy nè. Khi vô thiền tông để tóc lại, để ta dạy cái công thức trở về Phật giới. Mình phải hiểu 49 năm đầu tiên vô rừng tu, cạo đầu, cắt tóc bớt. Khi mà thành đạo cạo đầu liền, cạo đầu dạy từ tiểu thừa đến mật chú, cạo đầu để chỉ trở thành ông thầy. Khi mà dạy giải thoát hoàn toàn để tóc lại, 6 tháng tóc lên lại, bắt đầu hay là nói chuyện về khoa học. Đầu tiên dụng công để gì? Để cho người ta biết rằng tôi có đi qua cái công thức. Rồi khi mà dạy đạo thì nói rằng đây là tôi thực thi công thức. Muốn giảng sanh tôi chỉ cách cho, muốn làm thần tôi chỉ cho, muốn làm người giàu sang tôi chỉ cho, đúng rồi. Mà khi trở về Phật giới phải để trở lại hết, rồi bắt đầu ông mới nói về khoa học, về nói về công thức đi ra. Nên nhớ là ba thời kỳ thứ nhất Đức Phật tu, 6 năm tu rồng tu khổ hạnh, tấm thân còn một mảnh xương gầy, nắng mưa sương gió nhuộm đầy. Đó là cái thời gian ổng tu. Khi mà bắt đầu dạy tiểu thừa, ba mẹ phá quán hoàn toàn để lại hết. Thần thông sử dụng tối đa luôn. 18 pháp thần thông siêu quần. Vì thế mà trong lịch sử có ghi những cái lúc mà ổng dỡ núi, một cái cây ổng dỡ nhớ như chơi. Nó dùng cái thần thông siêu quần của ổng thực hiện cái này. Rồi đại thừa rồi ông cũng nói, bởi vì đại thừa ông mới nhìn, ông nói hết mà. Rồi cái niệm Phật đó bắt đầu niệm Phật, ông thấy cho giảng sanh luôn. Rồi niệm chú đó thì thành thần luôn, ông làm được hết. Nhưng mà khi 45 năm rồi kết thúc rồi, ông nói thôi bây giờ năm 46 ta sẽ dạy Như Lai Thanh Thiền. Hồi đó là quy luật nhân quả luân hồi, bây giờ ta cho trở về Phật giới là quê cũ. Mọi người ai muốn ở đây tu thì ở, còn đi hết đi, tôi chỉ cần mấy người thôi. Chửi ổng trên bảy người đi hết, còn 250 người cũng chửi ổng. Thì chửi ổng đó, ổng biết chứ sao không biết. Chửi ổng cũng cười. Thì ổng mới nói lại, nhưng mà sau cùng ổng mới chứng minh rằng Phật giới có. Bây giờ có khả năng ổng nhìn thấy 1200 người này có cái ông Ma Ca Diếp có được. Thì ổng mới biểu siêu búa siêu đại thần lực thanh tịnh thường để cho ông này nhìn thấy Phật giới, để ổng nói lại. Chứ bây giờ ổng nói không ai tin. Đó, vì thế mà xong rồi ổng mới dạy cái chuyện này. 5 năm sau ông dạy cái này. Năm 46, 47 ông dạy. Năm 47 thì bắt đầu ông mới chuẩn lại. Năm 48 kiểm thiền. Năm 49 đưa dòng thiền tông đi. Là kết thúc cuộc đời dạy đạo ông 49 năm. Mà cái dòng thiền tông này nó đi bài bản đàng hoàng. Đi từ ông tổ thứ nhất cho đến tổ thứ 33. Công bố ra lần thứ nhất để cho người ta kết thúc. Rồi sau đó âm thầm chuyển qua 30 tổ Việt Nam. Vì tại sao mà Việt Nam có được 30 tổ? Là vì ông nhờ cái nước Văn Lang. Nhờ cái nước Văn Lang thì ông có cảm ơn nước Văn Lang
bằng cách là ba ông tổ Việt Nam phải nối tiếp dòng thiền tông này. Rồi tới tổ 36 thì âm thầm phải chuyển đi theo bí mật thiền tông. Chứ ngày xưa cũng bí mật nhưng mà nó có. Nhưng mà khi mà từ tổ Pháp Loa, từ tổ Huyền Quang mà đi về Bà Long Nữ đi bằng bí mật. Vì thế mà Thiền Sư Ni Đức Hà mới có một cái bộ sách giao cho Long Nữ, 6 cái quyển sách để mà nói về cái pháp môn thiền tông này. Nó có bài bản. Rồi tôi nắm được từ năm 58 cho đến 17 mới công bố ra. 59 năm công mới được quyền công bố này. Đúng 60 năm bộ luật hình sự yểm trợ cái này bằng cách là cấm không cho phá hoại cái này. Bộ luật hình sự đã nói rất rõ ràng này. Ai mà tìm cách mà dẹp cái này thì người đó bị ở tù. Cá nhân 5 năm, tổ chức cá nhân 3 năm, tổ chức 5 năm. Vì thế mà tôi viết ra tôi phải kèm cái bộ luật hình sự để biết rằng cái thiền tông này được yểm trợ bằng luật pháp. Và nhà nước đã công nhận cho cái pháp môn thiền tông này lưu hành hợp pháp trên nước Việt Nam. Người Việt Nam muốn tu cái này, làm cái đơn bài bản gửi cho chính quyền, có tam kết đàng hoàng và nó tuần tự bằng luật pháp, 100% sẽ được đáp ứng. Còn nếu không có, về nguyên tắc không có là không biết. Bởi vì nhà nước không có hiểu, chính quyền người ta không hiểu cái thiền tông là cái gì. Ta tưởng là thiền tông cũng là mê tín gì đâu như cái kia thôi. Anh muốn hoạt động thiền tông, anh phải đi bằng luật pháp, nhà nước sẽ cho. Trình bày rõ ràng. À, mà trình bày bằng luật pháp chứ không phải là nó mơ mơ màng màng. Nhưng mà nên nhớ có một điều, thiền tông không được quyền phát triển chùa nha. Chùa độc nhất vô nhị, một cái thôi. Còn thiền tông muốn nối tiếp bằng đạo tràng hoặc thiền tông thất, không, chùa không quan quan. Chừng nào mà cái thiền tông này lưu hành mạnh thì được quyền xây chùa. Nếu mà thiền tông chưa lưu hành mạnh hoàn toàn bằng tín ngưỡng đạo tràng hoặc là tín ngưỡng thiền tông thất thôi, hoàn toàn chùa không đề cập đến. Nếu đề cập đến là nó sai với luật pháp. Vì chùa là do một vị tu sĩ mà có giấy phép của chính quyền cho anh tu thì được quyền. Thì xin thì chính quyền phải có, chính quyền cho thì anh phải có cách yểm trợ cho người ta. Còn nếu giáo hội cấp thì giáo hội phải yểm trợ cái này. Nên nhớ đừng có làm ở chỗ này. Chùa mà anh là tu sĩ giáo hội thì giáo hội phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn chùa mà tu sĩ chánh quyền cấp phép thì chánh quyền phải yểm trợ anh mới cắt được. Còn vấn đề sinh hoạt về vấn đề mà tín ngưỡng thì nó có cái đạo tràng. Ví dụ đạo tràng thiền tông gì đó thì được. Nhưng mà nên nhớ rằng mình làm cái đơn phải có cái bản cam kết rằng tôi không làm sai. Làm cái gì phải ghi cho rõ đó. Thì nhà nước sẽ cho. Nhưng mà trước mắt mình phải có cái cơ sở rõ ràng nha. Chứ mình đừng có đánh lẫn con đen. Tu cái gì thì phải có bài bản đàng hoàng. Bởi vì trong cái phần tín ngưỡng này nè, có giáo kinh, giáo luật, giáo lý, giáo điều gì đó, nó phải có. Mình phải nằm ở trong này, nạp hết cho ta. Giống như mở một cái công ty cho, thì công ty đó anh phải có cái gì? Trước nhất anh phải có bằng kỹ sư, phải không? Rồi đó là cái hoạt động như thế nào, vật liệu lấy ở đâu, rồi sản xuất cái gì, thị trường tiêu thụ ở đâu, chất lượng như thế nào, thì ta cho thôi. Chứ còn anh biểu mở công ty là anh, cái giấy sao anh không nói là ai cho anh mở. Anh làm đồ giả hay sao, hay là không đạt làm sao. Đó, phải hiểu vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Hiện tại chúng con đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi tiếp theo là: con trai của con đã được truyền thiền, nhưng khi sức khỏe không tốt thì thường có các vị ma vương đến phá. Thì như vậy con phải làm cách nào để cho cháu được bình tâm trở lại ạ? Cái đó là do cái lực của mình. Cái lực của mình mà nó đúng là tiếp nhận thiền thông không nổi. Vì cái lực mình âm quá. Cái lực mình âm quá mà tiếp nhận thiền thông thì cái đám kia nó nhào vô. Nó nhào vô nó phá. Cái đó là tùy theo, muốn lên cho nó dương lên bằng công đức. Công đức thì tôi đã chỉ rồi đó. Muốn cho cái người này theo thiền tông thì phải làm tiêu tạo điều kiện cho công đức dương lên. Thì tự nhiên cái đám kia nó không vô. Còn nếu mà mình sợ nó thì thôi, mình đi đường mà mình cà rung thôi, ở nhà đi, đừng có đi. Thì đi ra ngoài té chết thôi, nếu không ấy thôi, rút lui lại. Chứ có đâu biết làm sao.
Có nghĩa là muốn đi thiền tông, anh trước mắt anh yếu, anh phải tạo bằng công đức. Có lực đó không? Tâm tài lực anh phải có cái này. Cái tâm phải trong sáng, đừng có tin tầm bậy. Thứ hai, cái tài, anh có cái tài đi không? Có tiền để mà đi không? Cái lực anh có sức để anh đi không? Nếu không có thôi. Cái này đâu phải ai muốn đi đâu. Nghe nói thiền tông hay quá, đi. Giống như hưu đi du lịch ai cũng ham. Hỏi chứ có tiền không? Không có. Không có thổi nhà đi. Nó có vậy thôi, đơn giản thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Từ mô Phật ở trong đạo Phật nghĩa là gì ạ? Vô gì? Từ mô Phật. Mô Phật á? Dạ. Chữ kính thưa. Kính thưa ba, kính thưa má, kính thưa ông Phật có gì? Chữ mô Phật là vậy. Kính thưa. Rồi hỏi tiếp đi. Những người tu theo đạo Phật xuất gia với mục đích gì ạ? Bây giờ mình phải hiểu cái này nè, bởi vì nó cái này nó rất tế nhị. Mình ở trong thế giới thế gia đình gọi là nhà thế tục, phải nó có đầy đủ lễ nghi trong này. Là thứ nhất, có làm phải có ăn, kẹt ở chỗ này. Xuất gia đi ra khỏi nhà, tao quan niệm sai. Ngày xưa đó, cái người mà xuất gia người phải giàu chứ không có nghèo. Có nghĩa là tôi đủ sức, tôi đi tu, tôi có tài sản tôi ăn. Đó là người xuất gia ngày xưa. Còn người xuất gia ngày nay nó sai. Xuất gia ngày nay cạo đầu mặc cái áo vô, bắt đầu lấy tiền cúng. Chết là chết cái chỗ rồi tiền cúng người ta này. Cúng rồi cúng cái bản thân của mình, rồi còn cúng luôn cái chỗ mình ở nữa, rồi cúng luôn chuông mỏ nữa, rồi chứ đủ thứ. Chết là chết, chết gì cái nhân quả này. Có nghĩa là xuất gia ra khỏi nhà thế tục, vô nhà Như Lai, vô nhà là tôi phải tự động tôi làm được. Ví dụ bây giờ tôi có 1 tỷ đây, ở nhà tôi kinh doanh không lời, tôi bỏ số tiền này nè, tôi vô chùa tôi ở cho ít ăn lại chút, tôi bỏ 100 triệu thôi, tôi cắt cái nơi tôi ở, cơ sở thôi, 900 này tôi làm bằng cách gì, tôi có tiền tôi đưa vô này. Nhưng người đó tu rất chân chánh, mà mục đích tu để làm gì? Giác ngộ giải thoát. Phải tìm được 2 cái này, còn nếu không tìm được cái này đừng có làm. Vì vô mà thầy tu rồi, nó không còn sử dụng cái nhân quả của cái người thế gian nữa, mà nó sử dụng cái nhân quả của cái người tu theo đạo của Như Lai. Mục đích anh tu giác ngộ mà anh không tới được giác ngộ thì anh phải có 2 con đường đi. 1, xuống cái hầm 18 tầng địa ngục, 2, vô rừng đó. Người tu phải hiểu cái này. Anh có dám không? Dám xuất gia thì phải xuất bằng cái này. Chứ không phải vô nó ngồi đó rồi nó lập 2-3 tiếng mỏ rồi bắt người ta cúng tiền anh chết. Tạo nhân quả mà, tạo nhân quả khủng khiếp lắm chứ. Mà bây giờ Thiền Tông ra đời để nói cái này nó rõ ràng đó. Chứ không phải ấy đâu. Mình tu là cho mình, giải thoát là cho mình. Chứ đâu có bắt, có đồ giải thoát cho người ta đâu. Giải thoát người ta bắt người ta cúng tiền. Nhưng mà có cái trường hợp này, cái người tu nó có được ba con đường đi. Cái người tu mà giác ngộ giải thoát á, giúp người ta, khi mình xây cơ sở gì, người ta giúp được. Có nghĩa là giống như mình làm thầy giáo á, mình dạy học người ta trả tiền mình được, chứ mình không phải làm thầy giáo mà người ta trả tiền mình không được. Anh có làm gì giúp cho tôi đâu mà tôi giúp cho anh, phải không? Nó gieo cái nhân quả xấu. Có nghĩa là tôi làm thầy giáo, tôi giúp người ta giác ngộ giải thoát là cúng được, nhưng mà nên nhớ là mình cũng lấy đủ ăn thôi. Còn nếu mà nhu cầu thì anh cơ sở, thứ nhất là cái cơ sở mà dạy giác ngộ giải thoát người ta làm cái gì đó, biểu tượng gì đó, giúp cái đó được. Vì cái đó để lưu lại mà, lưu lại để tạo cái công đức. Còn tất cả như chùa vật lý nè, chùa cúng tụng cầu sinh, lấy là chết liền. Chùa, nói đúng là các chùa nó có 4 cái loại cất chứ không phải là có 1 đâu. Một cái loại cất mà để giúp người ta giác ngộ giải thoát là anh vô, anh cúng rồi nó có công đức đó. Còn giúp người ta giảng sanh, anh có phước đức. Còn giúp người ta làm từ thiện là anh có phước đức âm. Còn các cái chùa mà sinh sâm bói quẻ đó thì người ta đi xuống 18 tầng, anh đi theo người ta đó. Anh càng cúng càng nhiều càng tốt, xuống 18. Có nghĩa là anh càng cúng càng nhiều thì cái tầng 18 đợi anh, thì anh với ông thầy đi theo, hay ông thầy trò đi với nhau. Chứ đừng có nói tôi cất cái chùa cho to, tôi có phước còn lâu. Phước to là anh phải giảng sanh. Phước âm là làm từ thiện, kiếp sau lại làm giàu. Còn kiếp sau xuống dưới 18, cái nhà lầu mà nó cắt, thay vì nó cắt trên trời nó không cắt, nó cắt xuống á, nó đào hầm nó cắt á, thì xuống cái nhà lầu đó ở, nhà lầu 18 tầng ở dưới đất á. Mình hiểu cái nguyên tắc thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi.
Người tu thiền tông ham muốn mãnh liệt để về Phật giới và họ cố gắng tạo công đức trong sáng, thì người này có được mười phương chư Phật biết và giúp hay không? Không Phật nào giúp mình, ta nói cho mình biết vậy thôi, không có Phật nào giúp được. Mà ông Phật không có tư cách vô trong cái thế giới này. Thế giới này là quản lý, thực thi nhân quả là thần, còn mà làm rối loạn tinh liên huyền bí là do cô hồn. Phật không dám vô đây. Cái chuyện bởi vì ông đã dạy là ngũ thú tập cư, mà anh vô đây làm gì? Cái này thế giới vật lý, ông vô nó quật ông chết luôn á. Ông Thích Ca mà xin lỗi, ông vừa ấy ông quản hồn, ông chạy nhanh ra đây, thấy không? Chứ đâu phải đâu. Tại vô thế giới vật này không có đẳng cấp Phật đâu. Bồ Tát cũng không dám vô đây nữa. Bồ Tát phải ở trên cái cõi trời, cõi nước cực lạc, rồi điều hành bằng phương tiện điều khiển từ xa. Giờ khoa học người ta mới biết. Ví dụ Bồ Tát cứu nạn của khổ thấy cái nào thôi, thì bắt đầu bả dùng Phật nhãn, thiên nhãn bả thấy, thì bả nhờ ông thần từ thước thiện, ông đó hướng dẫn cho người này đi đâu á, chứ không phải Bồ Tát nhào vô đây đâu. Nhưng mà sở dĩ giờ mình thờ Bồ Tát là đây cái biểu tượng thôi, nhưng mà phải có cái hình tượng để lợi mình giái lại cho nó có cái đối tượng thôi, chứ Bồ Tát nằm ở bên đấy á. Bồ Tát nằm ở trên nước cực lạc á. Bởi vì Phật A Di Đà, hai phụ tá là ai? Ông A Di Đà ở giữa, Quan Âm, Thế Chí. Thế Chí là người toàn diện à. Quan Âm một tu có một căn thôi, Thế Chí tu sáu căn được viên thông. Thế Chí mạnh hơn Quan Âm, nhưng mà tại vì thế giới này á, bả rộng lớn quá, mà chỉ có Quan Âm á hợp pháp, cái bằng hợp với cái thế giới này, thành là đa số người ta thờ Quan Âm. Chủ quan là cái tiếng nói nó sáng, âm là cái tiếng nó âm thanh nó sáng thôi, lớn nó trùm khắp thôi. Đó, mình phải hiểu thờ phượng cũng vậy. Thờ mà thờ thiền tông phổ hiền văn thù hai bên. Ông giữa cầm cành sen, thờ Quan Âm ở thờ Di Đà, Quan Âm Thế Chí hai phụ tá hai bên. À, còn nếu mà thờ Phật ngồi tọa thiền thì phải thờ một ông giữa dược sư và một cái ông Bồ Tát kêu bằng ông A Di Đà đó, hai ông này gọi là Tam Thế Phật đó. Nếu thờ vật lý phải thờ cho đúng, thờ thiền tông cho đúng, thờ Di Đà phải cho đúng, tam tôn mà, cái gì cũng phải tam tôn nhưng phải cho đúng. Bởi vì ý nghĩa của người ta mình không hiểu rồi mình thờ tầm bậy tầm bạ. Rồi hả, tiếp đi. Những lễ nghi ở thế giới loài người thì rất là phức tạp. Vậy thì khi mà thu thiền tông á, thì khi mà vái người chết, đi đám tang người chết thì bị bôi đen có sao không ạ? Bây giờ thế giới này là mình có làm công đức không? Công đức tất cả khi mà, ví dụ ông thần quản lý mình biết mình đã là 90 tuổi, 80 tuổi chết, từ 70 ông bôi hết. Mình không bôi, ông cũng bôi để cho sinh hoạt trong thế giới này. Khi bắt đầu còn 5-10 năm thì bắt đầu ông biết người này nếu mà tạo công đức nhiều ông cũng phải bôi đi. Cho đến mà chừng 1-2 năm chót ông để chi? Để cho sáng để về thôi. Không phải hiểu cái này. Vì người ta vị thần ta biết mình là chừng nào chết. Bởi vì cái số mình chết là do ông quyết định. Ông thực thi nhân quả bằng cái quyết định. 85 tuổi giá nào mày cũng phải chết. Mày sống mạnh quá cũng phải đụng cho cái rầm mà chết. Tất cả quyết định là do ông thần. Nó ta quản lý giống như ta biết được cuộc đời mình rồi. Thấy không? Thì mình mới hiểu. Nhưng mà cái công đức mà tạo về sớm quá nó không sinh hoạt được thế giới này, thành là phải bôi đen để vài năm sau nó cũng để thôi. Để là chi? Để cho mình mở con mắt đi thôi. Chứ còn công đức mà có bôi cỡ nào về trung tâm vận hành luân hồi nó trở về hết, trở về nguyên trạng hết. Mình có 10 triệu công đức nó cũng hiện ra hết, để cho nó lưu hành trong thế giới này thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, tâm linh là gì ạ? Tâm linh thì nói về chuyện linh thiêng. Mà nói linh thiêng bây giờ giải thích ra là cô hồn. Có người không làm linh thiêng được, mà ông thần không làm linh thiêng. Nó thẳng là mình tin tưởng về cái linh thiêng quyền bí do cô hồn làm. Đó thì ông nói thẳng ra luôn á. Chứ không, ông Phật cũng không làm, mà ông thần cũng không làm. Mà con người mình là cái công cụ làm sao làm được. Phải nói cho rõ vậy. Con trâu con bò không làm được. Ngũ thú tập cư, thần có nhiệm vụ đầu tiên lập ra đạo để hù,
Thứ hai, ông có cái thần thông, ông thực thi nhân quả rồi mình tưởng đâu ông có linh tiền, chứ không phải. Cái đó là hiện tượng thực thi nhân quả thì nó sẽ làm xáo trộn. Còn linh thiêng quyền bí cô hồn mà nó đổi danh tôi là thánh, nó thẳng luôn đó, cô hồn nó xưng là thánh, cũng như đó nó tên gì xấu quá, nó là đường, nó đặt tên tốt vậy thôi, chứ sự thật má nó gọi tên khác, nó mà má nó gọi tên gì đó, nó đặt tên thằng heo, cái bắt đầu nó không để chữ heo, nó sửa lại chữ thánh, chữ tèo, chữ gì cho đẹp thôi, chứ sự thật má nó biết, má nó mày tên heo, tao đặt mày tên heo, nó ra đường nó xấu quá, nó thôi tự đặt tên gì cho nó đẹp chứ, có vậy thôi. Thành ra mới có cái vụ mà thay danh đổi họ vậy thôi. Nhưng mà sự thật cái bản chất của Phật nói là thần người ngạ quỷ, nó là ngạ quỷ, không lẽ ra đường nó tôi ngạ quỷ. Thành ra nó thôi tôi thánh, vậy thôi. Thiền tông ra đời nói để cho người ta hiểu hết rằng nó là vậy đó. Thành ra bây giờ thì nói thẳng ra, còn nếu mà ai không đồng ý là đây hết. Đây, đấu chất tôi. Mà đấu chất tôi lấy bằng căn bản đạo Phật, mà cái này sách đã được xuất bản rồi. Trong quyền ký Đức Phật đã nói là ngũ thú thập cư. Không có thánh, không có danh từ thánh trong này. Mà có thần người ngạo quỷ thôi. Vô dòng tộc gọi là hương hồn hoặc hương linh, ra ngoài cô hồn các đảng. Trung gian là quỷ rồi ngạo quỷ. Có vậy thôi, chứ giờ bị nói sao vậy? Bởi vì cô hồn các đảng nó được quen. Bây giờ mấy cái người mà gọi đi lừa người ta, có khi nào tôi lừa không? Tôi xưng tôi lừa. Tôi là cán bộ nhà nước, nên cán bộ. Nó đi lừa người ta không phải nói vậy. Chừng nào đổ bể sẽ hay. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại sao trong Đạo Phật lại dùng câu phục vụ đời sống tâm linh, Đạo Phật chỉ dạy giác ngộ và giải thoát, sao hiện nay trong các chùa sử dụng những câu như vậy? Và có đúng với Đạo Phật hay không ạ? Đúng 100% là do mấy ông thầy. Ông thầy ông tưởng ra ông nói chứ Đạo Phật có cái chuyện này. Ông Phật đâu có dạy cái vụ này. Có nghĩa là ông thầy, ông nói đây là tâm linh. Thì những người không biết nó là tâm linh thôi. Do ông thầy, ông tưởng ra. Chứ cái chuyện này trong lịch sử Phật giáo đâu có cái chuyện cái này. Mà do ông thầy. Ông thầy muốn dụ Phật tử, ông phải nói vậy. Tâm linh này, chỗ này linh thiêng. Chữ tâm là cái gì? Cái tim, linh là cái linh thiêng. Thì vì thế mà có nhiều, tôi không nói đạo nào chỉ cái tim, linh thiêng. Nó có cái căn bản đàng hoàng. Thấy không? Ai để ý, có người chỉ cái tim linh. Rồi, muốn tìm thì lên mạng thì thấy. Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa bác, buông là thực hành đúng theo thiền tông, là tự nó buông, không cần nói, không cần nghĩ, tự nó buông, phải không ạ? Buông là nó ép quá, mình phải la lên tiếng cho nó buông. Mà có nghĩa là bây giờ nè, con đi ra ngoài chợ, ngoài phố, con có số tiền, con mua gì mà không đủ. Con có tiếc con đi hoài, thì con làm ơn thôi, mày buông đi, tao về, đừng có đi kiếm nữa. Thì do mình thôi. Còn nếu mình đứng mình la lên thì cái bà bán, ủa tự nhiên la vậy nó chắc khùng. Buông là do cái âm thầm mình buông thôi, nó thôi. Mình không đủ tiền thôi về đi, mình buông đi, mai mốt mình đủ đi ra kia mua. Thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc nó vậy. Cái này nó tế nhị. Còn vấn đề mà khi truyền thiền đó là giữa công đức, phước đức, ác đức nó bằng nhau. Mình la tiếng là la để chi? Để cho cái đám mà xung quanh nó giật mình, là mình giọt thôi. Nhưng cái này đó thì mình lừa ta thôi. Nhưng mà cũng khó thành công lắm. Cũng khó thành công lắm. Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa bác, Phật tử Thiền Tông có được làm tổ viên của Phật tử tu Tịnh Độ không ạ? Làm gì? Làm tổ viên của Phật tử tu Tịnh Độ. Làm tổ tiên hả? Kỳ vậy. Thành viên hả? Trời, nó đi đường nào đi mà vô, mình bây giờ làm dân muốn vô cảnh sát giao thông, quân đội, hải quân, không quân, mình muốn đi cái nào đi thứ thôi, muốn làm thành viên gì là một thứ thôi, kiêm nhiệm 2-3 chức tầm 7 tầm bả nó đập mình chết luôn á. Bây giờ tôi làm dân, giờ tôi muốn làm cảnh sát giao thông, vô trường đại học nhân dân cảnh sát, rồi muốn vô quân đội thì nó cũng có trường,
Vô muốn vô bất cứ gì nó cũng không có trường, mình vô trường nào mình học có gì. Vì thế mà khi mấy đứa nhỏ nó muốn gì đó, muốn chọn nghề thì anh phải chọn một thôi chứ. Rồi bữa thì muốn học giao thông, rồi bữa không muốn làm kỹ sư làm sao được, cái gì chọn một, không có dính dáng với ai hết. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, con muốn chia sẻ công thức học theo pháp môn thiền tông cho nhiều người tu theo tịnh độ có được không ạ? Không, hoàn toàn tịnh độ âm lắm, đừng có rớ tới. Tất cả những người tu năm pháp môn kia hoàn toàn là âm, không hoàn toàn nói. Nhưng mà mình có cái thuật như này nè, mình để đây đọc dính vô thì mình cố ý mình giúp người ta thôi, còn không hoàn toàn không có quảng cáo nè, thiền tông không quảng cáo. À, nên nhớ một điều, thiền tông không quảng cáo, quảng cáo coi chừng. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, mình tạo công đức trong sáng vẫn bị bôi đen hay là làm việc giao dịch thì mới bị bôi đen? Mình đầu tiên mình chấp ngã nó bôi đen, còn nếu không chấp ngã ông thần phải bôi đen để chi cái công đức nó lưu thông ở trong thế giới vật lý này. Có công đức mà không bôi đen không lưu thông được. Để ý đi, ông thần cũng đã thử nhiều lần. Cái người đó thí dụ đang làm ăn ngon lành tự nhiên có công đức, bữa đi làm công đức về nhà mấy ngày sau không làm ăn được, ế nhệ luôn. Thì ông thần đâu biết rồi, nó thôi thử cho mày biết rồi tao bầu cho mày làm ăn lại. Đó, mình phải hiểu vậy. Bây giờ tôi thí nghiệm tôi biết là tôi chuối làm nhưng mà sau cùng tôi biểu đừng có ấy, nhưng mà làm ăn không được. Rồi bắt đầu tôi nói thôi tôi cúng lợi đi. Bữa nay thường thường cái cúng làm ăn khá, bữa nay không cúng không khá, tôi nói thôi cúng tiếp. Thế giới này, thế giới vật lý, mình làm ăn với người ta. Ví dụ bữa đó mình lời 10 đồng thì cúng cho người ta 1 đồng. Bây giờ mình lời 10 đồng mình nhiếm luôn, vì sao nó không dẫn nữa. Rồi sao? Bắt buộc mình phải làm theo quy luật của nó. Thế giới này nó vậy. Đi qua cái trạm đó, nó ăn hối lộ mình 10 ngàn. Rồi kỳ sao không vậy? Rồi tao không cho mày, rồi cho mày đi qua đó. Rồi bắt đầu nó tìm cái khác. Cái thế vật lý bắt buộc anh phải đi theo cái của nó, không có thể thoát được cái quy luật này. Thấy không? Thành ra vô thiền tông người ta sáu thống sao mình vậy. Nhưng mà thiền tông nó có đỡ là mình không còn mê tín nữa thôi. Nó đỡ là hồi xưa đó mình nghe ai cúng gì cũng cúng, nghe lại gì cũng lại, nghe chùa nào cũng đi. Bây giờ nó dẹp được cái đó là đỡ rồi. Trời ơi, bây giờ con người ta nó một tính đi, nếu mà không có thiền tông suốt một năm mê tín bao nhiêu phần trăm? Đi 100 lần hoàn toàn mê tín luôn 100 lần. Bây giờ đi không có cúng, thí dụ có đi thì đỡ thì cúng. Thấy không? Hồi đó nghe cái chùa hứa làm cái này cái kia cái đó, thì bắt buộc phải có tiền. Nếu mình không làm nó khó chịu lắm. Bây giờ biết thì thôi, hết sợ. Thiền tông nó ra đời nó xóa được cái này, nó giúp mình đỡ bao nhiêu. Cái tiền đó mình chiết 5-10% để làm công đức thì cũng có, nhưng mà hồi đó mình tạo phước đức ác đức, bây giờ chuyển qua công đức, nó để cho nó rõ ràng như vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, trước khi chết 3 ngày phải tạo được công đức mới, vậy có nhất thiết khi còn sống phải tạo công đức nhiều hay ít hay không ạ? À? Này muốn về Phật giới thì tạo, không về Phật giới tạo công đức làm chi? Nếu muốn về Phật giới thì tìm cách tạo công đức, có nghĩa công đức tạo để về Phật giới chứ không phải công đức để cho vui. Anh muốn về Phật giới anh tạo công đức, không muốn về thôi tạo phước đức tiếp, hoặc là đi luôn ở trong dòng tộc không có tạo cái gì hết trời á, cũng như tạo sơ sơ để cho nó thoải mái cuộc sống thôi. Còn anh ở trong dòng tộc mà anh muốn giàu anh phải tạo phước đức âm, là đi làm từ thiện á. Như ông Bill Gates á, bỏ 20 tỷ làm từ thiện này nữa đó. Nhưng mà ông Bill Gates ông chết, ông sẽ trở lên nước cực lạc sống lại 10.000 năm, ông xuống ông làm tiếp Bill Gates 2, Bill Gates 3 gì đó. Cái lưu lực của nó mà. Chỉ cái ông này nè thì mới chắc chắn gì cho nó. Bởi vì ông quá, cái phước ông lớn quá. Thế gian này không có chứa đâu, phải lên chỗ đó. Chứa rồi đúng 10.000 năm trở lại làm Microsoft tiếp. Vì khi trái đất này bị hủy diệt là Microsoft cũng bị hủy diệt chứ còn gì nữa. Rồi 10.000 năm sau ông trở lại thành một cái Bill Gates khác, của Microsoft khác. Nó cũng nằm cái chữ này thôi, không chạy đâu hết rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Những công trình văn minh thế giới như là kim tự tháp có phải là do con người làm ra hay không ạ? Không phải con người đâu, do thánh đó. Do một vị thánh là do nó đúng cô hồn chúa đó. Vì cô hồn chúa lập đạo mà. Tất cả nền văn minh không gian là do cô hồn chúa lấy hết lại. Đẳng cấp của hồn chúa lấy lại.
từ cái nhà đẹp nè, từ những cái bài văn thơ hay là do cô Hồng Chúa đó, lấy ra lại hết, chứ không phải đơn giản đâu. Những cái tòa nhà, những cái phát minh là do mấy ổng hết về đạo đó. Còn con người là chỉ lấy nền văn minh về vật chất thôi, còn tâm linh là thờ tự này kia nó nằm ở đâu là do cô Hồng Chúa. Mà cô Hồng Chúa đó ở Việt Nam nó cái danh là cái gì? Thái Cực Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát, ta là Đấng Chí Tôn đó. Cô tôi nói thẳng luôn, ổng đó ổng xưng là Thái Cực Tiên Ông Bồ Tát Ma Ha Tát, ta là Đấng Chí Tôn. Ai tìm được cái này, chính ông đó đó, không phải lập một đạo đâu. Ông ở Việt Nam thì ông tên nói Việt Nam vậy, Tàu ông nói tiếng Tàu, Tây nói tiếng Tây, Mỹ nói tiếng Tỷ, nhưng mà cũng là cái danh từ này. Vì thế mà tôi nói là giống như mình người Việt Nam đỏ, người Trung Quốc nói chữ hồng, người Mỹ nói chữ red, người Pháp nói chữ rouge, nó cũng là chữ đỏ thôi. Thì cái danh từ này nó tùy theo đến thế giới nào. Vì châu Mỹ danh từ khác, châu Á danh từ khác, châu Âu danh từ khác, cũng là cái danh từ này. Mà do một vị đó làm. Mà vị đó ở đâu? Ngự ở núi Hy Mã Lạp Sơn, nằm ở Tưng Chừng núi. Đúng là nằm ở cái núi Everest đó, thì là do cái thần ở. Còn Hy Mã Lạp Sơn nó khác, Hy Mã Lạp Sơn nó thấp hơn. Núi Everest là 8.800 thước, còn ông này có 7.000 mấy thôi. Là ông nằm ở chỗ đó đó. Ông được quyền mà. Ông di chuyển không phải là ông di chuyển mình đi. Thí dụ từ núi Hy Mã Lạp Sơn, ông qua Mỹ một giây tới rồi. Ông đi giống như đây mình gọi điện thoại, nói tới liền. Gọi là khắp thế giới. Bởi vì cái đẳng cấp ông đã đi được cái tần số đó. Còn nếu mà thấp thì ông cứ đi thấp hơn. Thế là ví dụ nước, cái nước mình đi. Cô Hồn Chúa của nước mình đó là núi ở Phan Xi Păng, 4.300 thước. Nó thì đẳng cấp của người ta, mà ta di chuyển rất nhanh. Nhưng mà nên nhớ là cái ở Phan Xi Păng là chỉ có nhiệm vụ trong cái Việt Nam thôi, không qua Lào, qua Trung Quốc được. Cái đó nhiệm vụ của người ta, giống như là dân của mình muốn đi qua nước Trung Quốc phải qua biên giới, qua Lào cũng vậy, qua biên giới. Rồi hỏi tiếp đi. Cho con hỏi, khi đã là Phật gia rồi thì cuộc sống mình sẽ sống như thế nào ạ? Thì ta nói có làm sao sống vậy? Thì sống bình thường thôi. Nếu Phật gia, tưởng là Phật gia là gì? Có Phật gia là cái nhà hiểu về đạo Phật. Chỉ gia là cái gì? Gia cái nhà. Phật là cái người tu theo đạo Phật, hiểu cái này, gọi là Phật gia. Còn thiền gia là cái nhà, nó nâng cấp hơn. Cái nhà đó là nó chuyên về thiền học, của thiền tông học, và là thiền gia. Còn Phật tử là con người của Phật mà tu theo thiền tông, gọi là Phật tử thiền tông. Phải nói cho rõ, chứ không phải bên kia nó là Phật tử, không phải. Phật tử là con Phật, không đúng. Phật tử chuyên cái gì? Phật tử thiền tông, Phật tử Tịnh Độ tông, Phật tử Mật Chú tông. Phải nói cho rõ. Vì thế mà cái danh từ đạo Phật thiền tông phải nói cho rõ, thấy không? Hoặc là nói tắt là người Phật tử, người tu theo pháp môn thiền tông. Mà bây giờ nói cho nó gọn, đạo Phật nó có 6 pháp môn là đạo Phật tiểu thừa, đạo Phật trung thừa, đạo Phật đại thừa, đạo Phật niệm Phật, đạo Phật niệm chú, đạo Phật thiền tông. Mình phải nói cho rõ này. Bởi vì nó đi là chuẩn quá là 6 pháp môn tu. Anh ở cái 6 căn nhà, nhà nào phải ghi cho rõ, nhà nấy. Đó, mình nói vậy cho nó cho hiểu. Thế để tại sao mà phải gọi là Phật đạo Phật thiền tông, đạo Phật tu thiền tông, đạo Phật tu tiểu thừa, trung thừa, phải nói cho rõ. Và thành quả như thế nào? Nhớ là tu theo đạo Phật mà nhớ phải kèm theo cái thành quả nghe, mặc dù thời gian thành quả. Đạo Phật thiền tông khi truyền thần 5 phút sau trở thành Phật nhân liền, vừa hầu hướng xong Phật nhân bắt đầu có liền. Vì trên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói câu này: long nữ trong mấy giây thành Phật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã nói rồi, trong long nữ mấy giây thành Phật. Là có nghĩa là long nữ đọc cái này kiến tánh thành Phật liền, thành Phật nhân liền. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: người âm quá và người dương quá, nếu sau khi ở chung mà trả hết nghiệp cho nhau, thì ai sẽ là người bước ra khỏi nhà trước? Âm chịu không nổi dương hay là dương chịu không nổi âm ạ?
do cái lực của mình đó. Nguyên tắc âm dương trên lệch quá, không thể ở chung được. Mà nó có cái trường hợp này nè, khi mà hai người đó bị nhân quả mà phải ở chung là do ông thần ép phải ở, để cho quấn lộn, quấn chừng nào đã rồi hết nghiệp, tự nhiên đi ra tòa lấy dị liền. Nên nhớ một điều, còn nếu quy tắc vật lý âm dương trên là theo nhân quả ở được, ở bền nha. Còn nếu mà âm quá, nhiều quá mà ép vô là phải ông thần phải ép, tại vì tụi bay á, nhân quả vô quấn lộn nhau, vợ chồng mà đập lộn tối ngày, phải không chịu thôi nha. Đó, mà khi nào mà hết rồi thì tự nhiên là ra tòa lý dị cho liền. Đó. Bởi vì vô trong nhà ông nói gà bà nói lịch thì phải đánh lộn thôi, chứ không có nghĩa là phải người này phải chiều người kia, mà chiều là theo cái quy luật âm dương bình thường thôi. Giống như cái bánh xe mà nó xẹp quá không chạy được, còn quà nó cứng quá chắc chắn chạy chút phải nổ, có vậy thôi. Nhưng mà nếu mà hai cái người này ở luôn là phải do ông thầy, ông thần ông ép. Hai người này phải trả nhân quả bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, xong rồi đi ra. Nó phải hết duyên, hết nhân quả mới đi ra. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, tại sao Đức Phật lấy con voi và những phần trên con voi để làm biểu tượng cho năm pháp môn tu mà không dùng con vật khác à? Ở trên thế giới vậy nè, cái con voi đó thì cái người bình thường mới tiếp cận được. Chứ con cọp hay con cọp, con sư tử không dám rờ nó làm sao. Mà con voi nó có cái biểu tượng là nó có cái gà nó xuôi, nó kêu bằng nó xuôi lúng cái vô minh được. Nó có cái bụng giống như cái trống trầu, có cái quạt giống như cái quạt mo vậy đó. Có cái đuôi giống như cái chổi vậy đó. Có cái chân giống như cái cục đình đó. Nó là cái biểu tượng. Vì thế mà cái người mà rờ đâu thì ta diễn tả đúng cái đó, mà đúng với cái khía cạnh của người mù. Thì đây là cái biểu tượng. Năm người mù rồi do phải kèm cái ông đứng kế bên sáng mắt. Ông đứng, ông chắp tay sau lưng, ông dồn năm này cãi lộn. Có vậy thôi. Đây là cái biểu tượng rất hay. Vì thế mà trong thế giới này nó có hai cái loại. Một là con trâu. Con trâu để là tiểu trưng cho cái người dụng công theo vật lý. Ví dụ con người, con trâu đầu tiên là con trâu đen, tượng trưng ngu quá đi. Tu để mà học gì? Để học cho nó sáng lên, trắng bóc lên. Mười tầng bậc của con trâu gọi là thập mục ngu đồ. Rồi thứ hai, anh muốn ngồi thiền, anh phải mạnh nha. Chứ anh ngồi chừng tiếng không được, ngồi 10 tiếng luôn. Ngồi thẳng thiết 10 tiếng đi. Ngồi từ không thấy mà đến thấy là sáng lên. Thứ hai, thứ ba nữa. Anh phải gõ mỏ làm sao mà anh gõ được, ngồi được 10 tiếng anh gõ. Anh tu anh gõ từ... Từ cái tiếng mà nó ồn quá, anh gõ riết mà anh không gõ, có nó 3 tiếng đi luôn, nó sáng lên. Đó là biểu tượng cho con trâu. Mà trong thế giới này chỉ con trâu nó mới mạnh, nó làm được thôi. Chỉ con trâu nó mạnh mẽ như trâu á, thì mới làm được cái này. Mà tu sau cùng con trâu vẫn là con trâu. Tại sao mà Đức Phật không lấy con bò? Nó mày ngu như bò tu gì, thành ra ông ta lấy. Thì bên này có điều kiện là con voi. Vì nói cho gì về năm anh mù rồi voi, giờ một anh đứng chắp tay xem, còn anh này tu hành, mày mạnh như trâu mày mới tu được cái này. Còn mày ngu như bò tu, không lẽ đưa con chó không được, nó không chó không tu được, mà con heo cũng không được, mà con cọp thì đâu dám ra gần. Chỉ con voi và con trâu mới được quyền rờ nó thôi. Con cọp dám không, đi rờ nước vật mình chết được. Vì thế mà Đạo Phật mới lấy hai cái biểu tượng Thiền Tông và năm pháp môn là con voi. Còn một cái người mà dụng công thì lấy con trâu, gọi là thập mục ngu đồ. Tu 10 bậc nha, 10 bậc chứ không phải tu 9 bậc đâu, tu 10 bậc. Sau cùng con trâu vẫn là con trâu đen thành con trâu trắng. Con người ngu tu thành con người khôn, có vậy thôi chứ không giải thoát được. Con người không biết tu trở thành con người biết, không giải thoát được. Đây là cái hai cái biểu tượng rất hay mà Thiền Tông mới nói thôi chứ ngoài đó. Nhưng mà các cái người kia ta hiểu mà ta không hiểu gì. Nhưng mà cái này nó đúng là cũng mới công bố mới tuần này thôi. Tại tới chu kỳ tôi phải nói thôi. Chứ xưa nhiều người nói cái ví dụ mà mù sợ voi rồi ai biết là cái gì. Nếu mà tôi không nói thì cũng biết, không biết là ủa tại sao kỳ. Bây giờ ta nói trắng ra. Nhưng mà hồi sáng này tôi đi có anh đó, ảnh ghép mấy cái người đó, giờ tôi không biết là ông ghép cái kiểu gì.
ghép mấy cái người vô trong khung giờ đó. Anh em lên mạng coi, tôi cũng chưa thấy nữa. Giờ hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Việc trả về không gian, lấy xuống xài và trả về không gian sau khi xài, vậy còn những gì mà con người chưa lấy hết từ không gian ạ? Bây giờ nè, tất cả những gì nè, tôi nói thật á, khi mà con người mà nó chết hết, bởi vì con người nó ba cái thời kỳ, một thời kỳ vô, bây giờ nè, tất cả thế giới này trong vòng 5 phút đồng hồ biến trở thành đồ đá liền. Là khi chiến tranh thế giới lần thứ ba, có nghĩa là đánh trong vòng mấy phút đồng hồ thôi là tất cả điện từ trên không gian bị diệt hết. Các nhà máy, thủy điện, nhiệt điện, rồi điện tử diệt hết, con người trở thành đồ đá tức khắc liền. Giờ làm sao? Mình ở đây không có thông tin liên lạc, không có điện sử dụng, không có nơi sản xuất, rồi kể cả xe hơi mình cũng không đi được. Và cho có đổ xăng, chạy hết xăng rồi, cái xăng nó hết bán rồi ra đây. Tất cả đều ngưng lại thì tất cả biến chuyển trở thành đồ đá liền, chuyển trở thành đồ đá liền. Đó. Thì tất cả nền văn minh không gian này, từ công thức lấy điện rồi lấy tất cả gì, nó phải trở về không gian hết. Con người mình không còn cái gì tóm tay, mà những người kỹ sư đều hoàn toàn chết hết. Là gì? Nó đánh là nó đánh vô thành phố. Người văn minh ở đâu? Người văn minh ở thành phố. Mà chỉ người ở nông thôn hoặc ở trong hang núi mới sống rồi. Nông thôn mà ở theo kiểu mình cũng chết nữa. Bởi vì đấy, cái phóng xạ mà không phải nó sẽ tiêu diệt vào trong vòng một năm là chết hết. Rồi mấy người chỉ ở trong hốc núi mới sống rồi. Rồi mấy người đã thành đồ đá liền không? Thì tất cả nền văn minh phải trả về không gian hết. Rồi đợi 10.000 năm sau khi loài người văn minh lại thì mới rập. Bởi vì cái điện này nếu mà tính về nguồn bây giờ nó 300 năm thôi. Mà mới điện 300 năm nó chạy bằng cái râu. Chạy thì có phải phát điện ra, mà chỉ có biết hồi đó là mình là thắp bằng dầu, giờ nó thắp bằng điện sáng vậy thôi. Rồi bây giờ nó mới biến chuyển thành ra điện này điện kia. Rồi nó lấy từ điện hồi đầu tiên, bây giờ đừng nói là mới đây điện thoại học. Mới phát minh về điện thoại có hình thì 1G, 2G, nay 5G, mới đây thôi. Thế thì có mấy năm thôi, rồi nếu mà nó không văn minh nó trả hết vậy rồi là làm sao? Bây giờ nếu tất cả như mình đây mà có 5G, 4G, có không xài được, không có điện đâu xài. Thì mất không? Thở thành đồ đá. Rồi bắt đầu xăng có chạy nhiều, rồi xài hết rồi thôi, cũng đi bộ. Chứ làm sao? Rồi cái người khôn nó chết hết đi. Nên văn minh những cái kiến thức của ông kỹ sư, bác sĩ, rồi nó đưa về không gian chứ đâu. Đó, rồi thế hệ này nó chết đi rồi sao? Rồi bắt đầu nó văn minh lại. Nó đi theo cái chu kỳ. Bởi vì thế này, thế giới này với văn minh ba thời kỳ trong đạo Phật, thì cái thượng pháp, trung pháp và mạt pháp. Con người sanh già chết, trái đất thành trụ diệt, chiến tranh nhất nhì ba xong. Không có đi qua khỏi này. Vì thế mà cái thiền tông muốn ra đời để cho nó kìm hãm cái chiến tranh lại. Nếu mà chiến tranh mà thiền tông mà nếu áp dụng được thì cái thì ông Phật nói là khi Như Lai ra đời cho đến 3.000 năm sau thì trái đất bị việt, mà nay ổng là 2.563 năm thì còn có 400 mấy chục năm nữa, mà có thể là kéo dài 400 mấy chục năm nữa không, cái tình trạng này. Vì thế mà thiền tông ra đời để chi? Để nó kìm bớt lại, còn không kịp thôi. Cái này là ổng nói chùa Tân Diệu nói lại vậy thôi. Thì bây giờ nếu mà tôi nói thêm bây giờ nè, giữa Nga và Mỹ mỗi ông bao nhiêu? Tôi nghe nó 5-7 ngàn cái bom nguyên tử. Rồi tổng cộng mấy nước trên thế giới nó cộng bao nhiêu? Chắc mấy chục ngàn á, xin lỗi. Hai người đánh lộn thì mấy người kia nói tụi bay đánh tao cũng đánh cho vui, nợ mạnh nào đem ra xài hết. Chứ cái bây giờ để nó cũng không làm gì. Thôi mày tự dẫn cho, tự dẫn hết. Người ta chết, mình ở đây không chết, nhưng mà mình chết vì cái vấn đề nhiễm độc. Rồi khúc đó nhiễm độc rồi ai chế thuốc cho trị mình đây? Nhà thương không hoạt động, đâu có điện đâu. Đâu có điện, kể cả phương tiện di chuyển không có luôn. Phương tiện di chuyển bằng điện và điện xăng dầu mà giờ ai lấy? Tất cả lấy đây là lấy bằng điện hết, sử dụng bằng điện hết. Nguyên cái thành phố Hồ Chí Minh mà nếu không có điện con sẽ suy nghĩ sao? Nó tối thui. Rồi không có xe chạy sao? Nó con người bây giờ nếu mà nó ngưng lại một cái là thành biến thành đồ đá liền, chứ không được đồ đồng, rồi từ từ phát triển lại. Nó khủng khiếp vậy. Thế giới này nó càng văn minh thì giống như mình đi trên máy bay vậy. Ở dưới đất nó chết, từ từ máy bay nó rầm cái là chết hết.
không ai sống nổi hết. Thành nó biến tức khắc lại. Thiền tông, bởi vì cái tại sao cái thiền tông nó ra đời để nó nói cái này? Nó nói nó có hai cái mặt. Một là bằng sự thật trái đất này, bằng sự thật mê tín dị đoan, và đồng thời cứu nhân loại khỏi diệt chủng, diệt cái thảm họa nhanh. Không phải là cứu mà khi mà chậm thắng bớt lại, xe chạy thắng bớt lại. Chứ không có gì hết rồi. Nếu mà không thắng thì nó đi rất nhanh. Nó mới vừa rồi đó, nhiều cái nữa. Bởi vì tại sao ngày xưa đó, chứ kêu bằng chiến tranh thế giới là thứ nhất, chỉ gây lộn có chút thôi, đập dậy đó. Chiến tranh thứ hai, tứ lực tam cường, Nga, Tàu, Anh, Mỹ, Nhật, Đức, Ý, chia hai phe đập lộn nhau. Tứ lực tam cường, nó cũng vì cái ý thức hệ thôi, cũng ghét nhau thôi. Chiến tranh thứ nhất là 14-18, chiến tranh thứ hai 38-45. Thấy không? Mà cũng vì cái tưởng con người, cái ý thức tưởng con người đánh lộn nhau thôi. Ông Phật ông biết vậy thì ông giải ra để khi này nói là để cho nó kìm hãm bớt rồi thôi. Còn ông nói nghe ông nghe thôi. Chùa Tân Diệu có bổn phận phổ biến. Phổ biến này là chuẩn hóa lại cái tâm linh của đạo Phật. Thứ hai là chuẩn hóa cái đạo Phật lại. Đạo Phật tu thế nào phải nói cho rõ. Nó có vậy thôi chứ đâu có khác gì đâu. Chứ đâu có lớn lao gì đâu. Đó, thiền tông ra đời nó chuẩn là thôi, nói cho đúng bằng sự thật, bằng khoa học. Đạo Phật là đạo khoa học, không phải là mê tín gì đâu, có đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Thì được rồi, còn nhiều ít. Buổi giải đáp buổi sáng xin tới đây là tạm dừng ạ. Buổi sẽ đáp sẽ tiếp tục vào lúc 1 giờ. Xin cảm ơn quý vị.